Chúng ta phải thấy cái chết thì chúng ta mới giật mình. Rồi đây mình cũng thế, cho nên thôi thắng bớt lại. Chúng ta thấy những cái sụp đổ thì chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ. Những cái đập nước mà mình nghĩ, nhưng mà không có cái gì trên đời này mà nó không có tới cái ngày hoại diệt. Từ đó chúng ta ý thức, thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì mà có thể xả được thì nên xả. Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít. Chấp là gì? Là dính mắc, là cột chặt. Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi. Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta. Khi nó không đúng ý mình là mình giận à, còn có đúng ý mình là mình vui hết á. Quý vị để ý. Cho nên chữ giận nghĩa là nó có một cách khác, là giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm. Thế thôi, chứ có gì đâu. Thí dụ mình để cái ghế đó, mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó lại là nổi cơn lên liền. Mà thậm chí người ta đổi ghế khác, không, tôi phải ngồi cái ghế kia. Rồi bắt đầu người ta hỏi có cái ghế này với ghế kia có gì khác, bắt đầu mình sẽ có lý do. Tại vì thế này, tại vì thế kia. Cái đó không có gì sai đâu. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận định, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thấy vậy để làm chi? Để chúng ta thắng lại. Thường thường mình hay thừa thắng xông lên. Cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới. Mình làm được là mình làm tới, mà không bao giờ mình có điểm dừng. Cho nên là cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực á. Chứ nếu mà nó lủng một cái nữa là mình ăn hoài không ngưng. Đó. Cho nên cái gì mà mình không ngưng được thì người ta nói là không có đáy, gọi là vô để. Hồi xưa thầy trò Đường Huyền Tăng, ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh, gặp một cái nạn là rớt vô cái biển, một cái giếng không có đáy. Một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì? Cái tâm của con người tham không có chừng. Khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng. Mình quơ, mình đánh được là mình đánh, mình chửi được là mình chửi, mình rủa được là mình rủa. Mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai. Đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi. Tại nóng quá rồi quên hết. Quên mình là một người lịch lãm, quên người kia là một người trưởng thượng. Mà tới hồi xong rồi ân hận, nói con xin lỗi. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ, nhất là tới mấy thánh mẫu, mấy vị thần. Còn lại mẫu, mẫu xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu chỉ sông cạn, chỉ núi núi tan. Lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm. Bây giờ mình lỡ mình lầm lỗi, con không biết mẫu là con trời cháu chúa, chỉ sông là sông cạn, chỉ núi là núi tan. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu. Chúng ta có ở nhà nè, có đủ thứ, mình cũng giống như người ta vậy đó, cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua. Mình có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? Hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy? Thì hôm nay Pháp Hòa sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa, thì Pháp Hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu. Rốt cuộc cuộc sống này chúng ta cần cái gì? Cần sống thôi. Xin lỗi, bây giờ dịch nó tới rồi, việc làm cũng mất, tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất. Sau một cái lần này rồi, những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ vốn cũng có thể phá sản, cũng có thể đóng cửa. Rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó, bây giờ bắt đầu đem ra xài, tại vì mấy tháng nay không có việc làm. Mà quý vị có thấy là cái income thì không có, mà cái chi ra là đều đặn. Bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện, chi nước, chi đủ thứ hết.
còn cái thu vô thì không có. Cho nên rất nhiều thứ để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua chúng ta ở nhà, chúng ta làm gì? Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi, không có làm gì hết. Có người thì lên mạng học nấu ăn, có người lên mạng may vá, có đủ thứ hết, mỗi người mỗi kiểu. Và có những người nhờ cái dịch này bắt đầu rảnh quá không biết làm gì, chơi Facebook. Là nhờ chơi Facebook vậy đó, cho nên là dạo Facebook rồi lại tìm ra được những bài giảng của quý thầy. Tại Pháp Hòa có nhận nhiều lá thơ như vậy. Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp, tôi không biết chùa chiền là gì. Tôi do rảnh rỗi ở nhà chơi Facebook rồi đi dạo trong Facebook và thấy có bài giảng của thầy, bài giảng của người này người kia. Và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Thật ra mình sống, chúng ta ngoài cái chuyện ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh, năm việc mà con người thường mỗi ngày nha, ăn, mặc, ở, có phải không? Ngủ, đi vệ sinh. Nhiều đó thôi là việc của con người phải không? Còn một cái việc đại sự nữa là chúng ta ít có làm lắm, đó là chúng ta làm gì để cho cái tâm thức của chúng ta, để cho tâm hồn của chúng ta, nói cách khác là để tâm linh của chúng ta nó cũng có được cái sự bổ dưỡng. Mình suốt ngày mình lo ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức. Nhưng mà khi nó khổ đến á, mấy cái này nó không cứu được. Có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn, khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn, giận nhau vì chỗ ở, vân vân. Thành thử ra điều đó không sai, vì đó là cái nhu cầu căn bản của con người. Nhưng đừng có quên, chúng ta phải có thêm một mục nữa, đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta. Để khi cái khổ đó đến, chính cái tâm thức này mới hóa giải được. Còn cái ăn mặc ở ngủ nó không làm được gì hết. Cho con người mà không có cái tâm linh á thì rất là khô khan và sống rất khổ. Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt. Đạo giáo có mặt để làm gì? Để hầu lo cái tinh thần, cái món ăn đó, cái phần đó. Có những lúc bình thường á, có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu, phải không? Nhưng mà mấy tháng nay là khẩu trang là cái món mà chúng ta đi đâu cũng phải tìm tới. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình phải rửa tay bằng những nước sát trùng, ôi xà bông được rồi. Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi là dành nhau mà mua từng cái chai đó. Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó để lên giá những khẩu trang, lên giá những cái chai nước tẩy. Rốt cuộc để làm gì? Cũng chỉ để việc thôi, giành lấy sự sống còn. Đó là cái mà chúng ta trong đời sống đó. Tới lúc đó là tiền nó vô nghĩa đối với mình. Có bao nhiêu cũng được hết, miễn mua được cái khẩu trang. Có bao nhiêu cũng được, miễn mua được một chai nước rửa tay. Chỉ giữ cái mạng sống, còn tiền bạc nó không quan trọng. Thì có những lúc nào mà trong cuộc sống chúng ta còn mất, hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc. Cho nên tu thiền là gì? Là đủ cái khả năng tư duy quán chiếu. Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì? Thiền nghĩa là tư duy tu. Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy, sự quán chiếu, gọi là tu thiền. Không có gì lạ đâu. Mà cũng chẳng có gì mà chúng ta làm không được hết. Chữ thiền là tư duy tu. Người nào hằng ngày sống có tư duy, có suy nghĩ, có biết phải trái trắng đen, có biết trên dưới, có biết thế này thế kia, thì người đó là người tu thiền. Mà người đó chính là tu. Mà người nào có cái đó là người đó đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật. Vì Đạo Phật tụng kinh lại Phật cũng không ngoài cái mục đích là để thâm nhập cái đó, thâm nhập cái cách sống đó rồi ứng dụng trong cuộc sống. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta lấy điểm với Phật, mà chúng ta có cơ hội để chúng ta thanh lọc thân tâm của mình. Và làm sao thân tâm của mình nó trong sạch, rồi để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ cái gì mình xài cũng phải sạch hết.
Nếu mình xài cái khẩu trang này mà xài cho đúng á, là xài xong là bỏ. Cái áo mình mặc cũng phải giặt, đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi, nhất nhất đều phải sạch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện làm sao chúng ta sạch cái tâm. Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ, đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc tai con người mình, không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, muốn đem ra để chúng ta thấy hằng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều. Cái tâm mình còn phải rửa chứ, không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm. Ở trong kinh Pháp Cú câu thứ hai, cái câu nó như thế này. Câu thứ ba trong kinh Pháp Cú là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Cái câu này Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu còn trẻ nổi giận la hét các vị thầy tu lớn tuổi. Thì cái vị này la xong rồi chưa hài lòng, khi mà gặp Phật thì các vị này, cái vị trẻ này cũng đem cái sự phiền hà đó ra nói với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi á: các vị thầy tu lớn tuổi này khi đến gặp thầy, thầy có đứng dậy chào không? Thì thầy này nói dạ không. Rồi thầy khỏi hỏi rồi thầy có lấy ghế mời ngồi không? Nói dạ không. Thầy có lấy nước mời uống không? Dạ không. Thầy có hành lễ không, vái chào? Dạ không. Đức Phật nói á: phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn. Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó mà khi bị trách thì còn nổi giận nữa, thầy phải đi xin lỗi các thầy kia. Thì thầy trẻ này nhất định không, vì thầy vẫn ôm cái dính vào cái chuyện thầy làm đúng. Thì các thầy tỳ kheo mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói cái thầy này á, cái tánh cứng đầu này không phải chỉ một đời này, mà nó là tập nghiệp của nhiều đời. Việt Nam mình là người nào mà nói không nghe thì kêu là cứng đầu, nghĩa là dạy không được, biết sai mà vẫn không sửa, đó là một dạng cứng đầu. Vì vậy khi mà con người chúng ta cứng đầu mà không tự sửa như vậy thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình và thấy hiềm hận. Hiềm hận bằng cách nào? Họ đánh tôi, họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi. Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Pháp Hòa ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp Hòa đi, đi tới đâu cũng kể, người quen cũng kể, người không quen cũng kể, mà thậm chí người ta không biết người đó là ai. Bắt đầu kể: chị không biết người đó đâu, anh không biết đâu, bởi vậy tôi phải kể đầu đuôi mới được. Tưởng đâu nói không biết là thôi bỏ qua, tưởng không biết. Bắt đầu khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai. Mà người ta biết để làm gì? Biết thì biết thôi chứ ta có làm gì được đâu. Mà thậm chí ta nghe thành ta không quan tâm, chúng ta chỉ mất sức nói, rồi cứ ôm hoài cái hiềm hận đó, khổ cho mình không. Cho nên á, ở trong những cái pháp bất thiện á, nó có một cái tâm bất thiện, đó là tâm sân. Thường ai cũng biết sân hận, sân thì phải hận, sân hận nó hay đi đôi lắm. Mà sân là sao? Là một trạng thái, là một cái tâm lý biểu lộ cái gì không ưng, không hài lòng. Và có người á thì bộc lộ nhẹ nhàng nhưng mà vẫn bộc lộ. Có những người bộc lộ một cách mãnh liệt bằng cách là đỏ mặt rồi giận tức lên la hét. Còn có những người giận trong cái lặng lẽ, rồi từ đó là
từ giả, không có liên hệ tới người kia nữa, vân vân. Cho nên á, người nào mà muốn tu á, hay là muốn sống cuộc đời an lạc á, thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận. Nếu không thì khổ lắm, tại vì ngủ được. Đức Phật nói ở trong kinh á, người nào mà sân hận á, có 7 cái điều. Đây Pháp Hòa trích 7 điều này, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nói trong kinh như thế này: người nào mà phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, chi phối, dầu cho người ấy có khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, người ấy cũng trở thành xấu xí. Đồng ý không? Bình thường mình có chải chuốt cỡ nào mà dẫn lên rồi là tự nhiên nó khác liền à. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp, trang sức thiệt là đẹp, sức dầu thơm rồi lên, mình ra tới cửa mất đôi dép một cái là trời ơi, mình nổi tam bành mình lên. Thật ra cái người sân giận rồi, Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ, có trao chuốt cỡ nào mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi là bắt đầu trở thành ra xấu xí. Điều thứ hai, dầu có nằm trên giường nệm chăn len, họ vẫn ngủ một cách khổ sở. Đồng ý không? Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên không? Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe, bữa nay nằm ngủ được, lăn qua lộn lại, và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được vì không đúng cái giường của mình. Vậy mà có những ngày cũng đúng cái giường của mình, đúng cái gối của mình, cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được vì mình đang tức giận. Thứ ba, thu hoạch bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích. Thu hoạch trong người nhiều điều bất lợi mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích. Thứ tư, thu hoạch điều bất lợi ích lại nghĩ rằng ta không được lợi ích. Có nhiều khi mình thu hoạch được những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc. Nếu mình ôm lòng thù hận thì khiến cái người mà chọc tức mình trở thành kẻ thù của mình, rồi mình mất hạnh phúc, mình giận, mình không hạnh phúc. Quý vị hôm nào mà có dịp mình tự mình nghiệm mình coi. Bình thường mình gặp người đó không sao, mà bữa nào mình giận cái người đó coi, mình gặp mình không muốn thấy. Thậm chí đi ngang phải hé nguýt một cái để biểu lộ cho mình, cho người đó biết rằng tôi không ưa vua. Và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây là mình xách giỏ mình đi chỗ khác liền đó. Rồi như vậy còn chưa đủ đâu, phải đứng dậy nói một câu nữa: không ưa mà cứ gặp hoài. Rồi cái lợi đằng kia ngồi sẹt xuống một cái đó, cái người kia mới thắc mắc: ủa sao chị đang ngồi đó, anh đang ngồi đó mà chạy tới đây? Trời ơi, tôi đang ngồi tôi tránh rồi, tôi cũng gặp, phải nói, phải làm một cái gì đó để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình với cái người kia, mà người kia có thể không biết, không gì hết. Cho nên trong Phật hay nói, mình giận lên là mình vung vẩy những cái đó ra, người quen không quen, biết không biết gì cứ vung ra, miễn ai chúng đọc là được rồi. Những tài sản nào của họ thu hoạch do sự phấn chấn tinh thần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất cho những giọt mồ hôi đúng pháp, thu hoạch hợp pháp, các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố của nhà vua. Nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thu hoạch được danh tiếng ấy, lánh xa họ. Cái người mà ta tức giận lên, nhiều khi có nhiều của cải cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó. Mắt mình đang đẹp nè, miệng mình đang cười tươi nè, tướng mình đang tươi lắm, giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết. Cũng giống như vua mà thu hết, thu tài sản hết. Cái tài sản con mắt đẹp của mình giờ nó bị thu hoạch rồi, cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi. Ai tịch thu? Ê, sao chị giận vậy? Tại cái thằng đó đó, tại cái con nhỏ đó, tại người đó mà giờ tôi xấu xí vậy. Thật ra Đức Phật đưa trong một cái bài kinh nói về cái bảy cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ như người sân. Thì bây giờ kế đến Đức Phật dạy tại sao mà các bậc mà người ta tu tập mà người ta được đến cái có cái khả năng rồi á, người ta không có bị những cái đó. Đức Phật nói hay lắm. Đức Phật nói như mặt đất. Như mặt đất á, đổ nước sạch xuống, đổ nước dơ xuống, đất cũng không hề từ chối. Người tu tập hạnh như đất, sạch dơ cũng bình thường, khen chê cũng bình thường. Thật sự ra nếu mình vui quá đó thì có lúc mình sẽ buồn. Cho nên tập như đất. Đức Phật nói tiếp, tập hạnh như lửa. Lửa đốt là không có phân biệt nha.
Thí dụ lửa đang cháy nó, ồ cái này còn tốt quá thôi chừa đi, cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi. Không, lửa là cái gì mà có, cái gì mà có khả năng mà cháy đó, dù sạch dù dơ dù tốt dù xấu, để vào trong lửa, lửa cũng cháy rụi hết. Thì cũng như thế, cái người mình, cái hạnh tu của mình, cái tu tập của mình giống như đất, như lửa, nó có thể nó cháy rã hết. Chữ cháy đây là mình làm cho nó bình an trở lại, cho nó tiêu hóa đi. Cũng giống như gió, gió có thể thổi, gió có thể thổi tất cả những cái gì có thể bay, dù đó là tốt hay xấu, dù đó là, hễ mà nó đủ cái sức mà gió thổi là nó cũng bay như thường. Vì vậy mà người tu hạnh như gió, hạnh như đất, hạnh như lửa. Chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa những cái gì mà nó đến với mình. Thì qua cái bài kệ này nói về sân hận. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại, một cái là chưa chuyển hóa và một cái là được chuyển hóa. Thì chúng ta tu cũng vậy, khi mình chưa tu thì nó là như vậy. Một cái cây á, nó chưa được chỉnh sửa, nó chưa được uống nắng thì nó rất là xấu. Một cái cây mà được chỉnh sửa, tỉa, tưới nước, vân vân, thì tự nhiên cái cây nó đẹp ra. Con người mình cũng vậy. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp là mình tỉa cây đó. Coi coi cái tâm của mình, đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào, để chúng ta chỉnh trang trở lại. Trước khi ra đường á, là phải muốn cho đẹp nha, nhìn cho dễ coi nha. Thì nhiều khi ông bà mình hay nói, sống sao mà ông bà hay nói, làm sao được đó là làm coi được đó là làm. Thành ra nói là nói cái gì? Nói cái cách sống đó. Còn chúng ta thì tự chỉnh mình, à tôi coi được rồi đó. Cho nên á, thường thường á, đẹp xấu không phải là người ta coi đâu. Đa phần là quý vị để ý, thí dụ mình đứng trước kiến không, mình hài lòng với cái áo mình mặc, mình hài lòng với cái mặt mình hài lòng với tóc mình, là mình ra đường mình tự tin là mình đẹp à. Như vậy thì rõ ràng cái đẹp và cái vui, cái xấu này tự đâu? Tự mình. Mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin. Tự tin là mình đẹp. Cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình, mà cái quan trọng là mình có dòm mình không? Mình có nhìn mình có hài lòng với mình chưa? Nếu mình hài lòng với mình là được. Mà khi mình tức giận lên vì người đó làm không đúng ý mình. Rồi hồi trưa này có một cô Phật tử Việt Nam hỏi thầy Pháp Ân làm sao hàng phục cái tâm đó. Thì thật sự ra tâm mà nó nhiều dạng lắm, mình phải biết tâm gì mà để hàng. Thí dụ bây giờ mình bị tâm sân thì mình phải hàng tâm sân, mình bị tâm si thì mình mới hàng tâm si. Tâm mình nó nhiều dạng mà, nó đâu có một dạng đâu, phải không? Cho nên là hỏi chung chung là làm sao hàng phục tâm. Thì đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà cái tâm mà không hàng phục đó, thì cái tâm mình nó buông lung, nó phóng túng. Quý vị ở đây ngày hai ngày chứ quý vị cũng hàng phục lắm đó. Chứ không thôi là tất cả những cái thứ tập khí đó nó sẽ trồi lên. Ví dụ như tập khí nóng giận, thở chút là tức giận. Mà nếu mình không có hàng phục nó, chữ hàng đây là mình làm cho nó quy hàng, phục là mình điều phục nó, nhưng mà không có chửi bới nó, mày lì tao đập mày chết nghe mày, mình nói cái đó nó không nghe đâu. Thôi hôm nay má tu rồi con tu với má nghe. Còn đừng nó nóng giận kỳ cọc cục lắm nghe, nói với cái cơn giận nó cho nó nghe lời mình, thấy không? Đó con thường ngày con ở nhà con muốn nổ làm sao nổ nghe, bữa nay vô đây mà con nổ mất mặt má lắm nha. Nói với nó vậy đó. Đó là điều đó. Điều tức là mình làm gì? Mình điều phục, điều chỉnh nó, nhưng mà không có đối chọi nó, mà phải làm sao ru nó. Cho nên một vị thiền sinh á, một người tu thiền á,
là không có chống chọi mà có khả năng ru các phiền não cho nó ngủ. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Nghe mưa nó buồn áo não lắm. Ngủ đi nội kết tôi ơi. Nội kết tức là gì? Tức là những cái phiền muộn với nhau rồi mình kết cột với nhau. Mình nhiều khi mình tức ai đó mình không nói, mình giận người nào đó mình không nói, ngại chút, ngại chút. Thì cái chút chút đó đó gọi là nội kết. Nội kết, nội là bên trong, kết là mình cột lại. Rồi mình cột lâu ngày thì nó thành ra một cái gút lớn. Và nếu một ngày nào đó không đủ khả năng nữa thì nó sẽ bung. Cho nên á, mình muốn hàng phục tâm thì mình phải biết mình đang vướng vào cái tâm gì để mình hàng phục nó. Cũng giống như nói bác cho con thuốc uống đi. Bệnh gì mà đưa thuốc, chứ đưa nói khơi khơi tôi biết gì thuốc gì đưa. Phải nói đúng cái tên thuốc. Dạ con nhức đầu, con đau bụng, con sổ mũi, vân vân. Thì mình nói đúng cái bệnh, người ta đưa đúng thuốc. Mình cũng vậy thôi. Mình tu là mình biết đúng cái bệnh của mình thì mình sẽ tìm được đúng thuốc. Tại vì Phật là một đấng Pháp Vương, Phật có đủ các thứ thuốc. Mà cái quan trọng là mình có biết mình bệnh gì không, phải không? Để mình lấy thuốc. Rồi khi lấy thuốc xong rồi á, mình phải biết cách uống nữa. Chứ nếu không là uống một lần xong rồi đi luôn. Ví dụ như ta nói nè, nhức đầu phải không, tôi đưa cho anh chai Tylenol nè. Tưởng đâu uống hết anh chai. Đem về uống hết anh chai, mong cho hết nhức đầu. Thiệt, uống hết nhức thiệt á. Vĩnh viễn không còn nhức nữa. Không, đưa một chai thuốc đó mà phải biết cách uống. Cũng như vậy thôi. Thí dụ như nói bây giờ á, sám hối tiêu nghiệp. Nói tội nghiệp chứa nhiều quá, sám hối tiêu nghiệp. Nhưng mà sám hối thì sao? Tùy theo sức khỏe mình chứ. Mình đau, mình bệnh sao mình sám hối? Ví dụ như nói đưa cuốn giảng Phật ngày lại 2-3 ngàn lại cho hết nghiệp. Nằm ngay đơ ra luôn. Rồi bắt đầu con cái nó phải chăm sóc, nó cằn nhằn. Ủa sao sám hối không hết nghiệp mà nghiệp còn dữ dội nữa. Mình phải biết cách. Cho biết bệnh là một, rồi biết uống thuốc nữa. Cho nên ở trong cái kinh Trung Nga Hàm á, có một cái kinh đầu tiên gọi là kinh Thất Tri. Kinh Thất Tri là gì? Đó là kinh bảy cái biết. Trong đó có một cái biết đầu tiên gọi là tri nghĩa, tri pháp. Mình biết cái pháp ứng dụng sao, mình biết cái nghĩa nó làm sao thì mới làm được. Chứ mà kinh Viên Giác á, thì đề xướng cái chỗ đó. Anh làm gì cũng được, quan trọng là anh có cái biết. Ví dụ như hỏi gì đây, biết ăn, đưa cái tô bún hỏi biết ăn không? Biết ăn là ăn mới ngon. Ở dưới miền Tây có cái món mắm và rau, nói theo tiếng miền Tây là mắm và rau. Thì nhiều khi người ta chưa bao giờ ăn món đó, để ra ăn tô mắm rồi một thao rau không biết ăn sao. Ở dưới miền Tây tôi là người ăn chén cơm, phát thêm cái tô nữa, để rau vô trong rồi chan mắm vô, vừa ăn vừa gấp. Hiểu nghĩa nào cũng được, hiểu mắm và rau cũng được, hay là mắm già già vô miệng với rau cũng được. Anh nói sao cũng được, nhưng mà đưa ra vậy là phải biết ăn. Hay là thí dụ như mình ăn một cái bánh nậm, bánh nậm của người Huế vậy, mình mở nó ra cái mình phải lấy cái cuốn tròn cái bánh đó lên mình gấp mình ăn, hoặc mình cầm mình ăn. Chứ còn mình cầm mình sắn ăn cũng được, không sao, nhưng mà chưa đúng lắm mà. Còn phải cuốn cái bánh nậm đó lại. Ở đây á, mình tu học á là mục đích của mình á, đúng là để điều phục hết á. Nhưng mà cái vấn đề là mình biết mình vướng gì để điều phục nó. Mỗi người ở đây là mỗi tật hết. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Ở đây mỗi người mỗi tật. Mà nếu mà những cái tật này mà không điều phục á, là ở trong này là thành chiến tranh nè. Sở dĩ mà tu được 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày với nhau hạnh phúc là tại vì mỗi người biết
điều phục cái tật của mình. Không biết là nó bùng nổ hết, ở đâu cũng vậy thôi. Hai vợ chồng thôi đó, mà nếu mà không điều phục cái tật của nhau thì hai vợ chồng cũng lục đục cả ngày. Mà hai ông vua mà chiến tranh thì thần dân dưới nó chết. Tức là mấy đứa con mình á, người nhà xuống chung, rồi bà con quyến thuộc. Cho nên đó là cái chuyện rất bình thường. Tu hành là để mình thực tập ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm tất cả các thứ cũng không nhầm, không ngoài cái chuyện để chúng ta điều phục cái tâm mình. Thì ở đây Bồ Tát Phổ Hiền nói với các vị Bồ Tát, bây giờ mình đi vào trong bản kinh ha. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh thứ 36. Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo chúng hội Bồ Tát rằng: chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Và trước kia Ngài cũng đã dạy những cái chuyện khác rồi, nhưng bây giờ qua đến cái phẩm này thì Ngài mới nói các vị Phật tử. Phật tử đây là nó kêu chung á, chứ không phải riêng cho các vị cư sĩ. Chúng ta đều là Phật tử hết. Thường thường á, trong chùa mình nói chuyện với nhau mình có mấy cách nói nè. Một á là mình gọi đạo hữu. Thí dụ mình nói: đạo hữu, lát nữa có về dưới phố không, cho tôi qua giang cũng được. Mình nói chuyện với nhau mình gọi đạo hữu cũng được nữa. Mình gọi huynh đệ cũng được nữa. Còn các vị Bồ Tát hồi xưa là gọi nhau là Bồ Tát hết đó. Còn bây giờ mà gặp nhau cái Bồ Tát: ê, không có nói móc nghe. Mình gọi Bồ Tát là để gì? Tại vì mình đang tu và ai làm gì cũng là hạnh của Bồ Tát hết. Nói ví dụ như giờ có người đến xin quét nhà, rửa chén, quét sân, hút lá, đều là Bồ Tát. Cho nên với cái nhìn của Bồ Tát, chúng ta đều là Bồ Tát. Thay vì mình gọi với nhau chị, em, nếu mà thân dữ dội kiểu nhân gian nữa, mày tao, cũng là một chữ để gọi. Thì giờ mình gọi nhau là Bồ Tát. Ủa, Bồ Tát mới lên nè. Các vị Bồ Tát phải gặp nhau ta nói vậy đó. Thì ở đây là Bồ Tát Phổ Hiền gọi với nhau: chư Phật tử. Còn nếu đứng trên phương diện Bồ Tát giới là các vị Bồ Tát: chư Phật tử, như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới. Đây là thích nghi theo từng cái của chúng sanh mà nói. Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn, vì các chúng sanh vô trí làm ác, chấp ngã, ngã sở. Tại sao mà nói cảnh giới của Như Lai? Tại vì các chúng sanh vô trí làm ác. Sở dĩ chúng ta làm ác là tại vì chúng ta không đủ trí tuệ. Chấp ngã và ngã sở. Chấp ngã là gì? Chấp mình. Ngã sở là gì? Là cái của mình. Cái của mình. Ví dụ như á, Pháp Hòa ví dụ nãy mình ra ngoài cái đống dép nè. Trời ơi, người ta đi, người ta đạp lên, người ta đá, không phải của mình, tỉnh bơ à. Mà nếu mà ai mà lỡ đạp lên chiếc dép của mình một cái chạy lẹ lẹ là dứt ra. Dép ta gì mà đạp lên cho được. Mà dép của người khác nãy giờ mình đứng ngó nhiêu đó thôi, mình sẽ tự nhận chết rồi. Mình đang vướng vào một cái gọi là ngã sở. Mà lạ lắm, áo người ta rớt mình đi ngang tỉnh bơ à. Mà áo mình cái chạy tới, ai mà vô ý vô tứ, vừa vũ mà vừa rủa. Thật ra không có sao hết á, nhưng mà mình nói như vậy để cho mình biết rằng ngay cái giây phút mình cầm cái áo của mình lên, mình vũ và mình nói những người mà người ta, đó là mình hiểu giây phút đó mình sống với cái gọi là ngã sợ. Như nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là mình tu thì mình muốn hàng phục mấy cái đó, mà phải biết nó là gì chứ. Nhận diện ngay nó liền. Nếu mà ngay giây phút đó, và nếu mà mình đứng kế bên đó mà mình nghe cái câu đó là mình biết. Không có cười chê nhưng mình hiểu. Mình biết rằng quả thật chúng sanh mình đó, nói thì rất là dễ, nhưng khi đụng việc đó, khó ứng xử lắm. Cái dở của mình á là mình rất là nhanh cái ứng xử, nhưng mà cái ứng xử của mình á toàn là negative không à. Thí dụ như người đó vừa xong cái ứng xử cái là nhẹ nhàng, là hiếm có
người ta vừa đụng cái ứng xử là liền, phản ứng là liền, cái này nhiều hơn. Chứ còn cái mà mình ứng xử nhanh nhẩu mà nhẹ nhàng tĩnh lặng, ví dụ như mà mình làm rớt cái đó mà người ta nói gì, ôi em xin lỗi chị, mình cái đó cũng là một lời ứng xử làm mình khua người ta đau liền, làm gì dữ vậy. Cái ứng xử đó nó thường hơn. Mà khi mình vướng vào cái đó thì mình tự mình biết thôi. Khi mà Pháp Hòa nói những cái đó đó thì đại chúng để ý là mình không phải là mình nói chỉ trích, nhưng mình nói để mình hiểu rằng mình thường mình hay vấp vào cái đó. Thật ra là mình đều ứng xử hết, nhưng mà có điều là mình ứng xử bằng cái phản ứng mà chống bán lại nhiều hơn là cái phản ứng làm sao để cho người ta lắng dịu xuống. Nhiều khi mình lấy nhầm một cái gì đó, người ta lấy lại mặt cái người kia thì không có khéo, thật ra cũng thiếu ứng xử luôn. Cái người kia mà nói khéo, chị cho em mượn lại cái này nha, em xin đổi gì chị với cái này chị dùng. Mình xin lỗi người ta, mình đổi lại là nó không có chuyện gì hết. Cái cách ứng xử của mình, Giật lại cái mình ấy, cái này của tôi mà lấy, chị lấy từ đâu ra, tôi cất ở đâu mà chị đấy. Người ta cũng có cái quê của người ta chứ, thì người ta phải ứng xử lại liền. Nhưng mà nếu mà người ta tu của ta, ồ tôi xin lỗi tôi không biết, thì nó khác nữa. Thật ra mình cũng dở, mình cái người đầu tiên đi tới lấy lại cái món đó dở rồi, thì cái người kia cũng họ đi theo cái đó. Cho nên mình tu tập là để nhận cái đó. Thí dụ mình lỡ mình biết ai đó làm gì. Như có một lần đó, Pháp Hòa đi giảng thì có một bà cụ mang nhầm một chiếc dép của một chị Phật tử, mà chị cứ đi vòng vòng chị kiếm, rồi cuối cùng chị kiếm không được, cái chị ngồi cái chị thấy cái bà cụ kia mang nhưng mà chị ứng xử kịp, chị ngồi chị chờ đến khi bà cụ đó thả chiếc dép đó ra bước vô chánh điện, chị mới lại chị đổi hai cái chiếc dép khác. Không có lợi nói má không thấy đường cả không có lợi nói gì hết trơn á, mà mình kiếm cách mình ứng xử. Thì khi mình thấy được cái chuyện như vậy đó, mình mới biết rằng vị Phật tử này có tu tập. Còn nếu mà không á, mình cầm chiếc dép đúng lại, bác cho con xin đổi là chiếc này nha, hai chiếc bác mang nó không có giống nhau, thì chiếc này mới giống của bác nè. Không nói cho người ta biết người ta lấy của mình, mày mình làm như là người ta mang nhầm hai chiếc dép nó không đẹp, bây giờ mình sửa lại cho người ta đẹp hơn. Có những trường hợp làm như vậy, lấy lại của mình đó mà người ta không biết. Chúng sanh vô trí làm ác, chấp ngã ngã sở, chấp trước lấy thân. Đây là một loại kiến, là thân kiến. Điên đảo nghi lầm, tà kiến phân biệt hằng tương ưng với những kiết phượt theo dòng sanh tử xa đạo Như Lai. Chữ kết phượt tức là mình cột trói lại theo dòng sanh tử xa đạo của Như Lai nên mới xuất thế. Chư Phật tử, đây là Bồ Tát Phổ Hiền nói: tôi không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn như Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác. Tôi chưa thấy một cái pháp nào mà cái lỗi lầm nó lớn cho bằng cái lỗi là Bồ Tát này sanh tâm sân hận với Bồ Tát kia. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát sanh lòng sân hận với Bồ Tát khác, thời liền thành tựu trăm vạn chướng môn. Sở dĩ mà Ngài nói rằng á, tôi chưa thấy có một cái lỗi lầm nào lớn cho bằng cái lỗi sanh tâm sân hận. Vì sao? Vì khi mình sân hận là trăm ngàn cái chướng ngại nó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta hay thường có cái câu gì đó, nhớ không? Ai nhớ cái câu đó? Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nhất niệm sân tâm khởi là một niệm tâm sân mà khởi lên thì trăm ngàn cái cửa chướng ngại nó mở ra, nó chờ mình. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Bây giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát
Dĩ nhiên là làm sao nói tới 100 vạn chướng được. Nhưng mà Ngài liệt ra một số các chướng ngại. Chữ chướng là gì? Là ngăn che, là trở ngại. Thí dụ như bây giờ mình có công ăn việc làm ở các nước, cái mùa dịch này không bay đi đâu được hết, công việc nó ứ ra đó, tiền đông rồi nó không lưu xuất gì được hết á, thì mình nói sao? Tôi trời ơi, tôi đang làm ăn sắp xong rồi đó, vậy mà con cái chướng này chút gì mà không xong không rồi đó, chướng ngại là vậy đó. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Ngài mới nói đây, đây là cái chướng ngại của những người khởi tâm sân. Những gì là 100 vạn chướng môn? Chính là chướng chẳng thấy bồ đề, chướng chẳng nghe chánh pháp, chẳng thấy được sự giác ngộ, chẳng nghe được chánh pháp. Tại vì mình mà giận lên rồi ai lợi khuyên mình nghe không? Không. Chẳng những vậy mà còn nạt nữa, mày tránh ra nghe. Không muốn ăn đục thì đi chỗ khác. Tại vì giao búa vô tình, giao búa không có mắt, ở đây quơ quơ hồi trúng á, không nghe chánh pháp, chướng sanh vào thế giới bất tịnh. Tức là mình rơi vào cái cõi chỗ nơi mà nó không có yên ổn. Chướng sanh vào ác thú, tức là cái nơi xấu. Chướng sanh vào chỗ nạn. Chỗ nạn là gì? Tức là chỗ đó nhiều cái tai nạn. Chướng nhiều bệnh tật, chướng nhiều hủy bán. Mình nổi nóng thì người ta cũng có cớ để người ta hủy bán mình. Và rồi chướng nhiều bệnh tật, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình thường giận hoài thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Người thì giận, thường giận là hay đau tim nè, mệt tim nè, đau dạ dày, bao tử nè, gan bị cháy nè, vân vân, rồi bệnh tật. Chướng sanh các loài ngoan độn, chướng hư mất chánh niệm, chướng khuyết thiếu trí tuệ. Mình bị những cái chướng như là không có được mở thông trí tuệ. Nhãn chướng, nhĩ chướng, tỷ chướng, thiệt chướng, thân chướng, ý chướng. Tức là gì? Là mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều chướng hết. Ác tri thức chướng. Ác tri thức chướng là sao? Là mình thường gặp những cái người tri thức nhưng mà không phải là người thiện, mà là những người xấu, hay xúi mình làm những điều sai quấy. Ác bạn đảng chướng. Đảng là bè đảng. Bạn á, thường á, bạn á mà hãy có liên đới thì thường thêm chữ gì? Bè. Bạn thì phải bè. Chứ còn một người thì chỉ là bạn thôi, mà hãy có vây cánh là bè rồi đó, mà đi chung là bè rồi, mà hãy rộng ra nữa là gì? Đảng. Bè rồi mới tới đảng, đảng lớn hơn bè. Giờ ở đây có đảng không? Ở đây có đảng không? Mình đông hơn. Chướng thích tu tập tiểu thừa. Ở đây đại chúng nhớ là cái chữ tiểu thừa, đại thừa không có ý chê bai ha. Ý nó là mình sống bằng cái tâm nhỏ hẹp thôi. Chướng thích gần gũi phàm phu. Phàm phu là gì? Những người sống rất bình thường, nếu tệ hơn nữa là tầm thường. Thí dụ như giờ người mình không cho ai ăn, mà cũng không ai cho mình ăn, mình sống cứ bình thường vậy thôi. Nhưng mà còn tệ hơn nữa là gì không? Của người ta mình cứ quơ, mà của mình không bao giờ mình lưu ra đó, xuất ra đó. Phàm phu tức là trong từ điển dịch chỉ chữ phàm phu là cái người đó, cái đời sống họ nó kỳ cục lắm. Phàm phu là vậy. Mà hãy phàm phu là ngược với thánh. Chướng chẳng tin ưa người có đại oai đức. Mình thấy người nào có oai có đức, mình hay phỉ báng người ta. Để làm chi vậy? Làm giảm cái oai đức người đó. Mà trong khi đó, Nếu mình nương được cái oai đức người đó thì mình sao? Mình tốt hơn. Mà không nương, mình lại chống. Cho nên ở trong kinh, các vị Phật Bồ Tát, các vị Bồ Tát muốn nói chuyện gì hay nương gì? Nương oai thần của người đó mà nói. Quý vị nhớ không? Nay tôi nương oai thần của vị Bồ Tát này mà sắp sửa nói này. Nơi nay tôi nương oai thần của Phật.
Chướng thích ở chung với người lìa chánh kiến. Có những người người ta có chánh kiến, tức là cái thấy đúng, mình không thích. Mình thích với những người mà người ta có cái tà kiến, có những cái sai, thấy sai lầm là khoái lắm. Để mà chi vậy? Để mình cùng một cái dòng tư tưởng đó với nhau. Chướng ở cảnh giới ma, chướng rời Phật giáo. Đó, sẵn đây nói chữ Phật giáo nè. Thí dụ như mình hay nói anh theo tôn giáo nào, mình hay nói là tôi theo giáo gì đó ha, nhưng mà riêng cái mình đó là Phật giáo. Vậy thì bây giờ mình hiểu chữ Phật giáo trong trường hợp này là Phật giáo là sao? Chữ giáo đây là gì? Giáo đây là lời dạy. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Tức là tôi đi theo cái sự giáo hóa tỉnh thức giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo, một đạo. Thật ra mình hiểu đạo Phật là một tôn giáo được chứ không phải không. Nhưng mà nó không phải chính nghĩa của đạo Phật. Cái chữ đạo Phật muốn nói ở đây là lời Phật dạy. Mà lời Phật là gì? Là lời của người tỉnh thức. Hồi trưa này Pháp Hòa nghe, quý vị nghe Thầy Pháp Hòa giảng đó, mình tin Phật á. Mình tin Phật là mình tin Phật là như thế nào? Chờ Pháp Hòa hay nhắc ở đây chúng nhớ là mình tin Phật là một người thầy có đủ khả năng cho mình một cái phương thuốc để mình uống rồi mình hết cái bệnh khổ. Cho nên là chướng rời Phật giáo, tức là không phải là cái chướng rời một cái đạo giáo, mà đây là rời cái lời dạy của một người giác ngộ. Chướng chẳng thấy bạn lành, bạn lành thì không thấy, mà bạn xấu thì quá trời quá đó. Cho nên mình đó, con cái mà nó lớn lên đó, làm cha mẹ mình đâu có mong gì hơn là muốn con mình chơi với bạn lành. Tại vì nếu mình nó không chơi với bạn lành, nó nghe lời người ta suối bẫy. Mà bây giờ thì thôi, cái đó nó nhiều lắm. Có nhiều đứa đó, nó bị stress đó, nó bị bệnh đó, không phải là gì đâu, nó lên mạng đó, nó kết giao với những người bạn mà người ta tiêu cực á, rồi nó sống theo những cái tư tưởng tiêu cực đó. Cho nên đời này á, mình có được những người bạn mà người ta đồng tu, đồng chí, đồng hành với mình đó, đó là một cái phước đó. Mình lớn lên mình muốn có một người bạn đời đó, đó là mình muốn một người đồng hành với mình trong cuộc đời này để chia sẻ. Nhưng bên cạnh đó, người tu mình cũng cần một người bạn chứ. Cho nên mình nguyện hương, mình thấy có câu đó, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình muốn mua lâu luôn, mình muốn có những người bạn đồng hành để đi cùng đi như vậy. Thật sự ra Pháp Hòa nói thật, nếu mà một mình quý vị mà lái xe đây mà đi tu chắc năm đi được một lần. Nhưng mà quý vị mà rủ mà có người hay người đi, thế nào quý vị cũng đi. Tại sao đường xa quá mà mình đi nó buồn ngủ cũng chết. Lên đây tu mình rủi mình không gặp quen ai thì sao? Chờ phải có người này người kia vậy đó. Thành thử ra tu thì nhìn lại cái bè là nhiều lắm mà. À, hai người bè, ba người đảng. Hôm qua cái lễ mà Hoàng Kinh Dược Sư, phải hôm qua hôm kia, có mấy cặp đi chùa. Thì có một em Phật tử nó đi chùa, nó lại nói với Hòa, nói thầy con thấy mấy anh chị mà đồng vợ đồng chồng đi tu con thích quá, con thèm lắm. Trời ơi, vợ mà tu chồng tu nó khổ dữ lắm. Mình biết nó nói đó. Tại vì một đứa đi chùa mà một đứa không thì cái mình đi mình không yên tâm, không biết ở nhà sao đây, phải không? Rồi cái người ở nhà thì cũng hơi phiền não với mình, đi không còn biết ngày giờ gì hết. Mình đi mình vui mình quên ngày giờ, còn người kia nó sao giờ này chưa về. Nhắn tin cứ check hoài sao chưa thấy hồi âm. Cho nên tu mà cùng chung chung với nhau thì nó đỡ lắm. Cho nên cái em Phật tử nó mình nó nói mà mình hiểu được cái tâm trạng của nó. Mà bây giờ trong chùa cũng vậy đi, thí dụ như huynh đệ nhau mà một người thì lười quá, không có chịu làm việc, không có chịu tu tập gì hết, thì cái người kia đó mới đầu nó siêng riết hồi đó cũng mệt, tại vì nó siêng quá nó khổ, cái bắt đầu thôi lười luôn cho nó đủ bè đủ đạn. Phải vậy không nè?
Cho nên mình ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy. Cho nên có những người bạn lành, thậm chí bây giờ quý vị đang online đó, quý vị nào mà ở nhà mà không đi chùa mà online mà tu, nếu mà hai vợ chồng mà cùng tu, cái không khí nó khác rồi. Còn người tu người không thiện, người cốc cốc bon bon, còn người kia mở tivi lên, mình tụng càng lớn nó mở tivi càng lớn. Hỏi gì đây? Nga Mi với Thiếu Lâm. Chướng chẳng thấy bạn lành, chướng thiện căn gặp nạn. Đôi khi mình có cái thiện căn, tức là cái căn lành, nhưng mà thường thường á, cái căn lành thì phải được tưới tẩm, mà đằng này căn lành không được tưới tẩm. Ví dụ nè, mình thích ăn chay lắm, mà ở nhầm cái môi trường ăn được, ăn chay không được, tại vì cả nhà mà nói ăn. Còn thôi là họ nấu cho cả đống cả làng ra, rồi ăn không hết, bỏ đồ ăn thì mình sợ tội, cho nên rốt cuộc rồi mình thầu hết trơn. Mà thiệt trong lòng rất muốn ăn chay, mà cứ phải thầu. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi, chứ còn vô lượng những cái thứ khác. Thành thử nếu mình có được một cái căn lành mà ai đó tưới tẩm cho mình, khuyến khích mình, cho nên mấy người trẻ hay là những người mới tới, mình quan tâm, mình chăm sóc họ, không phải mình có cái ý gì, nhưng mà tại vì mình muốn một cái hạt giống nó vừa rơi trên cái mảnh đất, thì mình làm sao mình gieo trồng để cho cái hạt đó nó nảy mầm lên. Chứ nó mới vừa phơi phơi vậy mình bưng nguyên quạt máy ra mình thổi, khỏi cần quạt máy nữa, cầm cái quạt thường một cái là nó cũng bay mất rồi. Nhiều khi mình tốt quá cũng bị nghi ngờ nữa đó. Nhưng mà thiệt tâm Pháp Hòa luôn luôn khóa tu mấy đứa nhỏ cũng vậy đó. Mình đi vòng vòng mình để ý nha, đứa nào nó mới tới là hay kêu mấy đứa cũ lại, còn bé nó mới tới đó, còn kiếm cách còn chơi với nó đi, rủ cho nó chơi. Khóa tu bây giờ mấy đứa nhỏ Pháp Hòa không có sinh hoạt nhiều, nhưng mà mình đi vòng vòng mình để ý, mình thấy đứa nào ngồi nó buồn buồn góc nào là mình biết rồi đó, nó chưa có quen đó, nó chưa có vô đảng được rồi, phải đi kiếm mấy đứa mà cao tay ấn lên đó, rồi nói nó đứa nó mới tới đó kìa, nó ngồi mình nó kìa, con kiếm cách con rủ nó đi, tại sợ năm tới nó không đi không, rồi hoặc là nó vô nó tu nó buồn nó chán tội nghiệp nó. Thật sự nó mà nó rơi vô đây là má ba nó cũng gãy lưỡi với nó rồi đó, tại năn nỉ nó mới đi. Rồi bây giờ nó rơi vô trong này mà mình không có tưới tẩm, không ai ngó ngàng gì hết á, thì nó sẽ buồn, lần sau nó không tới nữa. Người lớn mình cũng vậy. Cho nên ví dụ mình là ma cũ mà thấy mấy ma mới mới tới, thay vì mình ăn hiếp á, mình đừng ăn. Kêu là hiếp là gì? Đứng bên. Hồi sáng học rồi. Hồi sáng mình học rồi, hiếp sĩ, hiếp đại sĩ, tức là mình làm gì? Kế bên. Nhưng mà kế bên để support thôi, chứ không phải kế bên để làm lãnh đạo tinh thần. Ngồi đây, đứng đó. Mình không có lãnh đạo, mình chỉ support. Thấy người ta không có gì, không biết gì mình chỉ. Thí dụ như người ta không biết chánh điện ở đâu, vân vân mình chỉ. Pháp Hòa nhớ cái hồi đó Pháp Hòa đi qua bên Pháp đó, Thọ Giới đó, đáp xuống chuyến bay ở tại Paris, mà lúc đó là phải đi xe lửa từ ở Paris mà về tới Bordeaux đó, là một quãng đường mấy tiếng. Rồi từ ở ga mà đi vô trong làng Mai nữa, quý vị biết không, mà vô tới làng Mai lúc đó Pháp Hòa nhớ là 8 giờ tối. Trời ơi, mình rơi một cái cõi mà không quen một bất cứ một người nào hết, đã vậy còn đẩy mình ra ngoài rừng á, cho mình một cái lều một mình ở trong rừng. Cái đêm đó Pháp Hòa không biết cái nhà cầu nó nằm đâu, không biết bất cứ cái gì hết luôn. Mà sáng ngày mai á là tới cái ngày khai đàn giới tử phải có mặt. Đêm đó về mà đi suốt 21 ngày đường rồi, nó mệt mà mình muốn đi tắm rồi. Trời ơi, không biết, không có đèn đường, không có gì hết, tối mù tối mịt. Vậy mà mò ra được, ta chỉ chỗ đó là cái nhà tắm, vô mở nước tắm rước ra từng giọt vậy nè.
Bị gì đông quá, tắm rồi nó đâu có đủ nước, nó ra từng giọt đã dậy rồi nó lạnh gần chết luôn. Xong rồi tắm ra, ủa có liều mình đâu, không nhớ được. Trời đất ơi, mò tới mò lui, hồi mò lộn lì vừa khác. Nửa đêm hôm đó, 3 giờ sáng, mưa tầm tã, mưa xối xả, đang nằm vậy nước nó dịu xuống, cái liều nó dột á, chết mò rồi giờ sao mà không biết một người nào xung quanh hết. Cuối cùng ngồi dậy cầm nguyên cái tấm mà lót ngủ nè, cái tấm mà mấy cái miếng này nè, mà ba miếng mới ráp vô thành chui ngủ, cái miếng ngồi thiền này nè, Pháp Hòa cầm một miếng lên ngồi đội lên đầu vậy nè. Sáng ngày mai bắt đầu trời sáng, lúc đó mình mới nhận định chỗ nào, mò vô được cái nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm, ai ghê đâu, cửa bị hư. Vô xong rồi mở ra không được. Trời ơi, Pháp Hòa mà chuông thì báo, tới giờ đi ra xe, đi khai đàn. Trời ơi, hồi hộp mà cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa là la dùng cái có công Mỹ nó đi ngang, ông mới dục cái ghế vô, mà may phước là cái nhà cầu đó nó không có kính, nó cứ lưng xây cái lỡ lỡ vậy nè, ông mới lấy cái ghế ông thả vô cho mình leo tường mình đi ra. Cho nên mình đi đâu mình có được cái người mà người ta giúp đỡ mình, mà thiệt sự cuộc đời Pháp Hòa đi qua đó, cái năm đó thọ giới không quen bất cứ một người nào, mà không có ai chỉ dẫn bất cứ cái gì hết, từ đầu cho đến đuôi luôn, không có ai chỉ dẫn gì hết. Rồi tới cái ngày mà ra xe lửa mà đi về một mình á, người ta chở mình ra tới ga rồi đó là mình tự mình đi lấy, đi để tất cả những chuyến bay, mà lúc đó mình mới có 20 tuổi thôi, 19 mới bước sang 20 tuổi. Nghe người ta đồn là đi Pháp đi phải có passport, đi kiếm đi xin cái passport, cái gì cũng tự mình. Cho nên Pháp Hòa mới nói là Pháp Hòa rất là quan tâm những người mình đã đến khóa tu. Dù người ta đến với mình bắt quan trai một ngày cũng vậy, dù chỉ một ngày thôi, mà nếu mình làm sao mà lần sau mình thấy người ta bước vô lần thứ hai mình biết rồi đó, là vừa rồi người đó có kết quả, có an lạc. Làm nhà hàng cũng phải kinh nghiệm luôn. Mình mở nhà hàng mà khách nó vô nó ăn lần sao không bao giờ thấy nó đỡ là mình biết rồi đó. Mình biết rồi đó, là một là thức ăn, hai là service. Còn nếu mình thấy cái người đó trở lại là mình biết mình tốt, mình ok. Chướng rời Phật giáo, chướng chẳng thấy bạn lành, chướng thiện căn gặp nạn. Tôi gặp thay gì nó lại được cái đất tốt, mà lại gặp ở cái nơi không có được người ta chăm sóc. Thiện căn thì có mà môi trường thì không. Chướng thêm pháp bất thiện. Mình á, cái căn tánh của mình á, đã vậy rồi mà ở đâu cái chuyện bất thiện nó cứ xuất hiện chi biết không, nó tăng trưởng lên. Ví dụ cái tật thì hay chĩa, mà xong rồi đâu thấy đồ tốt hết. Thì cái đó là gọi là mình cái căn thiện căn mình không có. Phải chi mình ở cái chỗ mà đông người không có đồ đạc gì thì mình đâu có sanh khởi. Còn cái tâm thích chĩa rồi mà cứ gặp đâu nhìn đâu thấy đồ tốt hết, mà ngó qua ngó lại chẳng thấy người nào. Trời ơi, thuận lợi vô cùng. Chướng thêm pháp bất thiện, chướng sanh chỗ hạ liệt. Hạ liệt tức là cái nơi đó nó thấp kém. Chốn sanh biên địa. Biên địa là gì? Là cái nơi chiến tranh. Cái biên giới á, thường thường biên giới là hay có chiến tranh. Chướng sanh nhà người ác. Cho nên ở trong Sấm Pháp Dược Sư có câu á, sanh ra nơi nào cũng sanh vào gia đình chánh kiến, nhớ không? Sanh vào gia đình chánh kiến, không có sống bằng cái xấu. Rồi chẳng những vậy, chấn hưng pháp Phật, phá hủy lưới ma, chướng sanh trong ác thần. Thần á, nó có thiện thần, nó có ác thần. Ví dụ như là trời, Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Những vị đó có khi thiện, có khi ác. Nếu họ biết hồi tâm, hộ trì, họ thành ra thiện thần. Nó tùy theo cái nghiệp của họ. Cũng giống như cũng là một con người nè.
Nhưng mà con người biết tu thì con người thiện, con người không tu thì con người làm ác. Thì cõi thần cũng vậy thôi, cõi thần cũng vậy thôi. Các vị đó dùng cái năng lực của họ để hại người thì gọi là ác, mà nếu họ đem cái năng lực đó hộ trì thì gọi là thiện. Cho nên trong này mới nói cái chướng ngại của người hay nóng giận là sanh vào những chốn có ác thần, như là sanh trong ác long, ác dạ xoa, ác càn thác bà, ác atula, ác ca lô la, ác khẩn na la, ác ma hầu la già, ác la sát. Đó là tất cả những cái ác thần chướng chẳng thích Phật pháp. Có nhiều người ta không thích nghe Phật pháp, người ta đi đâu về mà nghe tiếng lải nhải đó là ta biểu tắt đi, đừng có mở, ta không thích nghe. Tại sao? Tại vì nhân duyên thiện căn không có. Chướng thích tập việc trẻ con. Tập việc trẻ con là gì? Tức là mình không có sống đúng với cái tuổi tác, mình là còn lớn rồi mà mình vẫn có những cái cách sống như là một, ở đây trẻ con là tượng trưng cho cái việc không suy nghĩ chín chắn. Ví dụ như con nít á, nó làm cái gì sai mình bỏ qua, nhưng người lớn mà làm sai là mình không tha. Cho nên thường thường ví dụ một cái người nào mà lớn rồi mà làm việc không có chín chắn thì ta nói vậy đó. Chướng thích tiểu thừa, chướng chẳng ưa đại thừa, chướng tánh hay kinh sợ. Nhiều khi mình hay sợ sệt đó, nó cũng chướng ngại mình lắm, tại vì mình không có dám đi tới. Phong hòa ví dụ như hôm nay mình thiếu người, bây giờ cử cái vị đó lên thỉnh chuông, thỉnh mỏ, làm gì đó, sợ không dám lên. Thì mình sợ mình không dám lên thì cả đời mình không học. Mình cứ làm. Hồi nãy có một bữa nay là có rất nhiều gia đình, thì trong đó có một gia đình lên gặp Pháp Hòa và lo lắng cho đứa con. Thì giờ nó đang lên tuổi lớn rồi, nó sắp sửa vào đại học thì lo. Pháp Hòa mới nói mình đâu có sống đời để mình đi theo sau lưng nó được. Mà mình mà đi theo sau lưng con mình á, nó không có nghĩ là mình thương nó, mà nó nghĩ mình gì? Nó nghĩ mình muốn là control, mình muốn điều khiển nó. Nó đâu có nhận ra cái đó là tình thương. Nhưng mà thật sự cái đó cũng không phải là cách. Tại vì mình phải let nó đi, mình phải cho nó sống. Để chi? Trong khi mình còn khỏe, mình còn đủ tỉnh táo, mình thấy con mình đã làm việc hư dở tốt xấu, mình góp ý, mình chỉnh nó được. Đợi tới khi mình già, mình làm hết nổi, mình mới buông cho nó làm. Lúc đó nó làm sai, mình hết sức để chữa. Mình đâu còn sức để mình chỉ. Cho nên Pháp Hòa nói cứ để cho mấy đứa nó chọn cái môn nó thích. Còn cái chuyện mà nó thích, nó qua nó, cái môn học của nó phải qua thành phố khác, tỉnh bang khác nó học, chuyện đó cũng bình thường. Và mình cứ muốn lúc mình, thật ra Pháp Hòa hiểu cha mẹ muốn con mình nó gần mình, đỡ tốn kém mà ăn uống rồi mình còn chăm sóc. Nhưng mà có những đứa nó thích phát triển ở chỗ khác. Mới đầu mình không tin đó, nhưng mà thiệt sự khi mà nó đi rồi mình mới thấy nó lớn mà nó hay, nó giỏi hơn cái mình đã nghĩ nữa. Tại vì sao? Nó được cái cơ hội. Nó được cái cơ hội. Và rất nhiều người lên nói Pháp Hòa, nó hồi trưa hồi xưa trời ơi, nó ngồi trong nhà nó ngó, nó thấy ba nó xúc tuyết, nó ngồi nó ngó thôi. Mà bây giờ nó có cái nhà cái rồi, nó làm gọn hơn. Tại biết làm sao? Tại vì cái đó là ngã sở nhà của nó. Nó không xúc tuyết thì nó bị phạt, nó không cắt cỏ thì nó bị phạt. Cho nên hồi đưa mấy đứa chùa mình nuôi đó, lớn rồi nó ra ngoài, nó đi làm, nó có tiền, nó mua nhà. Cái này viên chủ về, nó con coi đó, giờ nó có tiền, nó đi mua nhà. Nó mượn tiền nhà băng. Có bà nói thầy, nó mượn tiền nhà băng, nó lo nó trả, nó mượn mình, nó mới không trả nè. Nó mượn mình thì nó không trả là tại vì nó ví dụ nó về, nó nói thầy ơi, con không có tiền, mình làm gì nó. Nhưng mà nó không trả nhà băng lấy nhà nó. Cho nên nó phải có trách nhiệm. Cho nên khi mà Pháp mấy đứa nó mua nhà rồi nó mời Pháp Hòa lên á, lên rồi coi sóc rồi xong hỏi giờ mấy đứa có cần gì thầy cho. Thí dụ có cần bộ bàn thầy cho, cần, nó nói không, thầy lo cho con nhiêu nó đủ rồi, thầy lo cho tụi con ăn học thầy nuôi hết, giờ tụi con lớn tụi con phải tự lo, thầy không phải lo gì nữa hết. À, giờ tụi con chỉ lên mời thầy lên để cho thầy vui với cái con có thôi. Mới có baby nữa này, lên nó phone lên nó báo cho thầy biết nha, thầy sắp sửa làm ông ngoại đứa thứ hai.
Rồi bắt đầu mình mới dạy nó, mình mới dạy nó bây giờ là con là đi làm con phải như thế nào, con phải ứng xử như thế nào khi con có thế này thế kia. Tại vì mỗi đứa mình biết cái tánh nó, mình biết cái tánh nó như thế nào rồi mình dạy nó. Rồi bây giờ mình biết nó đang làm ở chỗ nào, nó đang gặp những khó khăn gì, mình nói dạy cho nó biết. Mà con không muốn con như vậy thì con phải làm như thế này, mà con làm ở đâu nó cũng giống nhau thôi, vân vân. Cho nên mình đừng có sợ. Hồi đó Pháp Hòa hay chia sẻ với mấy chú, tối hay lên Pháp Hòa nói, Pháp Hòa kể chuyện hồi nhỏ của Pháp Hòa. 14 tuổi là đã cầm chìa khóa chùa, lo hết trong ngoài. Ở Việt Nam là 9-10 tuổi là đã đi lãnh đám tang. Qua tới bên này là làm Phật sự. Có một số quý bác, bây giờ bác, một bác trong nhóm còn, một vài bác còn đó. Hồi đó Pháp Hòa mới 14 tuổi thôi mà xách chuông mỏ là dẫn mấy bác đi tụng đám. Mà bây giờ mấy bác là 9 mấy tuổi hết rồi đó. Thì mình sợ thì mình không làm được. Chướng tâm thường lo rầu, chướng ưa thích sanh tử, chướng chẳng chuyên Phật Pháp. Thế nào gọi là thích sanh tử? Thật ra sanh tử là chuyện sống chết, ai thích đâu. Nhưng mà sống chết ở đây là nói tượng trưng cho gì? Mình cứ gá vào những cái chuyện không đâu vào đâu hết. Mấy cái chuyện đó không phải chuyện của mình. Thật sự trên đời này á, mỗi người phải mỗi việc, chứ một người không nói hết được tất cả việc, phải không? Thí dụ như một ông luật sư, ông chuyên về luật thôi. Bác sĩ thì chuyên về vấn đề, bác sĩ nó cũng có nhiều dạng. Bác sĩ chuyên khoa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình là người tu, mình gặp nhau nói chuyện tu hành. Pháp Hòa không thể nào gặp quý vị nói, ê bà, lợi nội nói nghe coi, lúc này dạng nhiêu, lúc này chứng khoán sao. Thì quý vị cũng sẽ nói, nhưng mà trong bụng quý vị nói, trời ơi ông thầy này có tu thiệt không vậy, mới gặp nhau hỏi mấy chuyện này. Mình là người tu, gặp nhau nói chuyện tu, còn chuyện thế gian, chuyện không phải chuyện của mình. Mà mình có biết cái gì mà nói, mà mình có biết đi nói được bao nhiêu, mà nói hồi nó thành ra gì? Thị phi. Người ta không nhận diện mình mà người ta nhận diện đây là một dạng thị phi. Cho đó là chuyện sanh tử đó. Còn ví dụ như các tổ mình nói á, các ông phải lo chuyện sanh tử. Đây, cái chuyện này các ngài muốn nói với mình là chuyện sống chết của đời người. Sống nay chết mai, không lo, mà cứ lo cái chuyện gì đâu không. Còn cái chuyện đây là các ngài mới nói là ưa thích chuyện sanh tử là mấy cái chuyện gì? Đó, ba cái chuyện. Trời ơi, chẳng chuyên Phật Pháp. Người mà mình chuyên Phật Pháp thì Phật Pháp mình mới sâu được. Chướng chẳng chuyên Phật Pháp, chướng chẳng thích thấy nghe thần thông tự tại của Phật. Phật có những thần thông tự tại. Tự tại đây là gì? Tự tại đây là những cái tất cả những cái sự việc nó đến, cái tâm mình không có dính mắc. Mình nghe chữ thần thông thì mình nghĩ là bay bay bổng bổng gì, mà thiệt sự không. Thần thông là năng lực mà mình có thể vượt nó thì gọi là thần thông thôi. Quý vị khi nào quý vị đi tu hết một ngày ha, tối nay về nằm xuống, trời ơi hôm nay tôi công nhận tôi giỏi á, ở nhà dễ gì, vô đây mà được ngày thần thông nè. Từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm liên tiếp luôn. Ở nhà đó, hồi chiều này mà ăn bánh mì là không phải ngồi vậy mà ăn đâu nha. Ở nhà là sẽ có thêm cái tivi, rồi ngồi rồi ăn cái ổ bánh mì, chứ đâu có ăn đơn giản vậy đó. Nhiều đó thôi là mình biết là mình có thần thông rồi đó. Nghĩa là cái thần thông của mình là mình vượt được tất cả những cái bình thường của mình. Chướng chẳng được những căn của Bồ Tát, chướng chẳng thực hành tịnh hạnh của Bồ Tát, chướng thối khiếp thâm tâm của Bồ Tát. Thâm tâm của Bồ Tát là gì?
là cái tâm sâu màu của Bồ Tát đó là gì? Đó là từ bi hỷ xả. Bồ Tát có bốn cái tâm đó, mình hễ mình giận lên rồi là bốn cái tâm này mất tiêu nè. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không có. Chướng chẳng sanh đại nguyện của Bồ Tát. Thí dụ như mình đây, nhớ nha, chị hứa rồi đó, cái mình mà giận lên đó, người ta tới ta nhắc mà giờ dẹp hết, không có hứa hẹn gì được. Pháp Hòa nhớ ở trong cái bài bản kinh đó, cúng linh đó, nó có cái câu như thế này nè. Khi mà thỉnh các vị Bồ Tát, trong đó có cái câu là bất vong nguyện lực, tức là xin đừng quên lời nguyện của ngày xưa. Rồi ví dụ như các vị hòa thượng mà viên tịch á, mình tới mình thắp hương mình khấn, mình cũng nói câu đó. Dĩ nhiên là mình muốn nói gì mình nói, nhưng mà đây là một trong những câu mình hay khấn các ngài là gì, phải không? Xin nguyện bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa, xin đừng quên lời thề xưa. Bất vong nguyện lực mà đừng có quên cái lời nguyện đó, trở lại cõi đời này tái hiện. Tái hiện tức là mình trở lại. Đàm hoa tức là hoa đàm, ý nói là các ngài hãy hoa, bữa nay các ngài hoa rụng rồi thì xin các ngài hãy trở lại cõi đời này nở một lần nữa những đó hoa ưu đàm. Bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa. Và mình cũng nguyện Bồ Tát, Bồ Địa Tạng Bồ Tát có lời nguyện cứu khổ chúng sanh ở địa ngục, cho nên mình nói với Bồ Tát, xin Bồ Tát đừng quên lời nguyện năm xưa, hãy khai mở cửa tối tâm mà dẫn dắt người về bờ giác. Chướng chẳng thực hành tâm tịnh hạnh của Bồ Tát, thâm tâm của Bồ Tát, chướng chẳng sanh đại nguyện, chướng pháp tâm nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả đó. Chướng lười biến đối với các Bồ Tát hạnh. Có nhiều khi mình làm việc cho ai đó, đôi khi người ta cái việc nó cứ đến lắc nhắc mình làm, nó cũng thử thách mình dữ lắm. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, đây là cái chuyện Pháp Hòa thực tập đó nha. Thường thường là các cái lễ quy y là mình sẽ làm chung một lần, một năm bao nhiêu lần đó thôi, đa phần là người ta làm vậy. Hay là bây giờ thậm chí mình có mở truyền giới online đi nữa thì cũng thông báo một khoảng thời gian nào thôi. Nhưng mà suốt thời gian qua, ngoài những cái bữa mà mình thông báo chính thức mình truyền giới đó, là cứ quy y mà quy y dạo nè. Tuần người, hai người, ba người, mà hầu như tuần nào cũng có quy y, mà phải canh giờ nữa. Canh giờ nữa chứ đâu phải mình cho người ta giờ mà người ta không phù hợp với người ta. Phải lựa cái giờ. Ví dụ như giờ muốn quy cho Việt Nam đi, 11 giờ khuya mình đây á, là ở bển 12 giờ trưa. Trời ơi, nhiều khi email tới email lui, quý vị biết không, ngày giờ nó lộn tùng phèo hết. Mà bây giờ quên nữa, phải ghi, phải ghi lên trên lịch. Ở chỗ bàn không qua làm việc, không qua ghi, mình không, vẫn không thấy, ghi ngay cái computer cũng quên, giờ ghi ngay cửa nữa. Bây giờ muốn cái gì mà nhớ, bây giờ không qua máng cái móc ngay cái phòng, muốn nhớ cái gì là để móc ngay đó. Nhiều bữa mấy chú qua làm cái gì giờ nhớ nhắc nha, 11 giờ thầy có lễ hẹn quy y. Các nơi buổi khuya mình đây, có nhiều khi tụng kinh cầu siêu online cũng phải lựa, cũng phải canh giờ. Nhiều khi 7 giờ sáng của mình, 4 giờ sáng của mình là ở đâu đó, là cái giờ đó thuận lợi, cho nên đâu có ngủ nghỉ gì bao nhiêu. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình thề không bỏ rơi rớt. Nhiều khi mình nói trời ơi, người ta đâu có phải, người ta muốn gì ta làm lần. Nhưng mà mình thấy nhiều khi chúng sanh tâm cũng thay đổi, thôi giờ người ta phát tâm, người ta quy y, mình quy cho người ta. Rồi có nhiều khi cũng cái lỗi của mình hứa xong rồi mình quên, mà người ta cũng kiên nhẫn lắm, người ta chờ, còn không người ta email, người ta nhắc. Nói chung là bất cứ một cái chuyện gì, nào là khai thị online, là tụng kinh online, rồi đám cưới qua online,
bây giờ cái gì cũng online hết á. Nhưng mà tại vì lúc này thôi nha, hết dịch rồi cũng online nữa. Chướng chẳng tâm nhất thiết trí, chướng lười biến đối với Bồ Tát hạnh. Thành thử ra nếu mình á mà không có cái lòng đối với tâm và nguyện của Bồ Tát á, mà mình làm vậy, mình tuy mình có mệt, mình có cực thật, nhưng mà xong rồi thì mình sẽ thấy là ít nhiều gì mình cũng làm được một chút đúng với cái nguyện của mình. Mình hay nguyện á, mình tụng kinh xong mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con viên tròn đạo Bồ Tát, chướng chẳng thể trừ sạch các nghiệp. Nếu mình mà thường hay giận, nghiệp không sạch. Tại sao? Thường mà giận là sẽ nói bậy, nghĩ bậy, làm hành động bậy thì làm sao nghiệp nó hết, phải không? Chướng chẳng thể nhiếp thủ đại phước. Mình có phước không? Có. Nhưng mà mình không khéo, trong khi mình giận mình nói bậy là mất phước. Làm bậy là mất phước, mà trong khi đó phước thì mình gom góp từng chút, mà đổ một lần là đổ cả thao, cả lu. Cho nên mình muốn có đại phước khó quá, tiểu phước thì đi kiếm, mà một lần đổ là đổ cả lu, nguy lắm. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Quý vị đi chợ mua về một rổ rau, bỏ lên nồi nấu một nồi nước lèo, hầm mấy tiếng đồng hồ nó mới ra nước. Vậy mà khi mình bưng xuống, mình lỡ tay mình hất đổ hết cái thôi, rồi mấy tiếng đồng hồ mình hầm củ nước ngọt này chỉ trong một cái tích tắc là mất hết. Đó, những cái lúc như vậy thôi thì mình suy nghĩ. Thì cho nên trong này mới nói là khi mình sanh cái tâm sân hận rồi đó, thì mình mất đi cái đại phước. Chướng chẳng thể nhiếp thủ. Nhiếp thủ tức là mình thu nhiếp giữ gìn được cái đại phước của mình, mà ngược lại mình bị các chướng nghiệp nó xâm nữa. Chướng trí lực chẳng thể sáng lẹ. Cái trí nó có cái lực của nó, chứ gọi là trí lực. Thí dụ con người mình nó có sức khỏe thì gọi là gì? Sức lực. Nhưng mà cái trí mà nó có cái lực ấy, nó giúp cho người đó thành tựu và vượt khó. Đoạn trí tuệ quảng đại, chướng chẳng hộ trì Bồ Tát hạnh, chướng ưa chê bai lời nhất thiết trí, chướng xa lìa chư Phật Bồ Đề, chướng thích ở cảnh giới ma, chướng chẳng chuyên tu Phật cảnh giới, chướng chẳng quyết định phát hoằng thệ nguyện. Hoằng thệ tức là cái lời nguyện nó rộng lớn. Chướng chẳng thích cùng với Bồ ở cùng với Bồ Tát. Thí dụ như giờ mình mà lười biếng thì không thích ở chung với người siêng năng. Mình mà bê bối bừa bãi thì mình không thích ở với những người sạch sẽ gọn gàng. Thí dụ như mình mà không có thích ngăn nắp, ở với người ngăn nắp mình khó chịu lắm. Chướng chẳng cầu Bồ Tát thiện căn. Mình không có thì mình cầu, còn cái này mình không có tâm mong cầu đó. Chướng tánh nhiều nghi ngờ. Cái người giận hay sanh tâm nghi ngờ. Tại sao? Tại giờ họ hay giận người này người kia thì họ nghĩ trong đầu là họ cũng gây thù chuốc oán nhiều lắm rồi. Cho bữa nay mà ai mà tốt với họ cái họ cũng hơi nghi nữa. Họ nghĩ người này không biết tới với tôi có chuyện gì không. Chướng tâm thường ngu tối, không thể thực hành hạnh thí bình đẳng của Bồ Tát. Mình mà giận người nào rồi dễ gì bình đẳng được. Thế nào cũng phải có cái sự lệch lạc. Chướng sanh phá giới vì chẳng giữ được Phật giới. Chướng khởi ngu si não hại sân hận vì chẳng vào được môn kham nhẫn. Chướng sanh lười biếng và chẳng thể thực hành Bồ Tát đại tinh tấn. Chướng khởi tán loạn vì chẳng thể được những tam muội. Tam muội tức là những cái chánh định. Ví dụ hồi nãy quý vị ngồi tịnh á, quý vị không có bị ngủ gật, quý vị ngồi tỉnh táo, đó là chánh định. Quý vị ngồi nghe pháp nghe rõ, không có ngủ, không có mệt, đó là chánh định của khi nghe pháp. Chướng sanh ác huệ vì chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ siêu việt. Chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo. Chỗ này phải giải thích, tại vì cái chữ mình không hiểu xứ phi xứ là gì. Chữ xứ là tượng trưng cho nơi chốn mình ở. Thí dụ như cái đạo tràng mình đang tu đây gọi là xứ. Và khi mình bước ra khỏi cái đạo tràng đang ở chỗ nào đó gọi là phi xứ.
Phi xứ là không phải chỗ. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình là người tu thì mình ở chùa phải không? Mình về tới chùa thì là gì của mình? Xứ. Đi ra chợ là phi xứ. Thì cái người tu mình á, cái người mình sống đây á, nói chung á, mình phải biết chỗ xứ và phi xứ của mình để mình sống một cách khéo léo. Mà cái người mà họ tức giận thường á, họ không đủ khả năng để phân biệt được. Ở nhà họ cũng xử đẹp như ở chợ, ở chợ họ cũng vẫn xử đẹp như ở nhà thì không được. Mình phải biết. Thí dụ như Pháp Hòa muốn rầy mấy thầy cô chú đi, thí dụ vậy đi, thì trước mặt Phật tử Hòa không nói được. Pháp Hòa phải đợi khi nào có quý vị không với nhau đó, thì Pháp Hòa cũng sẽ xây dựng. Thật sự nói chữ rầy là nói vậy, chứ đúng ra là mình xây dựng, mình nhắc nhở. Thì cái chỗ nào đó là chỗ xứ và phi xứ. Cho nên đó, người mà bị nóng giận là chướng ở trong xứ phi xứ chẳng thiện xảo, là không có biết khéo léo, không có biết quyển chuyển, không có biết tùy thuận. Tại vì sao? Tại vì thường mình giận tức lên là mình không control được cái gì nữa hết, mình không có còn đủ khả năng mình làm gì nữa hết. Chướng ở trong sự độ sanh không phương tiện. Độ sanh thì muốn mà phương tiện thì không có. Cái này gọi là lực bất tùng tâm nè. Lòng thì muốn mà không có sức, vì mình muốn độ mà không biết cách nào độ. Ví dụ mình nói trời, tôi thấy chị ăn chay tôi thích quá, tôi thương quá, tôi muốn nấu chay cho chị ăn mà tôi không biết nấu. Thí dụ bây giờ mình hay nóng giận á, mà gặp con mình nó nóng giận, mình không có một cái gì để mình khuyên hết. Tại vì chính bản thân mình cũng sống bằng cái đó. Thì khi con mình nó nóng giận, hay người bạn bè hay người nào nóng giận, mình không có cái gì để khuyên họ làm sao để đừng nóng giận. Thì sẵn đây Pháp Hòa nói vậy nè, khi mà mình học cái đoạn này á, thì muốn để giúp cho mình hàng phục được một cái sân giận của mình á, quý vị cứ nghĩ tới những cái chướng này. Mình nhớ tới những cái chướng này, cái tự nhiên khi mình khởi tâm sân lên, mình nói Phật dạy á, người sân là sẽ sanh ra vạn chướng. Nhớ một chút vậy á, tự nhiên mình cũng sẽ lắng xuống. Hoặc là bây giờ mình nói á, ví dụ bữa nay mình mở cửa làm ăn đông khách vậy, là một người vô kiếm chuyện, mà nếu mình đấu chống lại họ đó, mình biết mình đúng thì mình sẽ mất khách. Tại vì khách người ta không thích ngồi ăn trong một khung cảnh gây gỗ, mà họ rất là sợ sẽ bị ảnh hưởng đến họ, sự an toàn của họ, cho nên họ sẽ rời chỗ đó. Và thậm chí họ về họ đồn ra nữa, nó thôi đừng có vô cái tiệm nó ăn nữa, chỗ đó hay đánh lộn lắm, thí dụ vậy. Cho nên mình phải vì cái sự nghiệp làm ăn của mình, mình phải đành kham nhẫn một người nào đó. Trong cuộc sống nó hay vậy đó. Chướng ở trong sự độ sanh không có phương tiện, chướng ở trong Bồ Tát trí tuệ chẳng hay quán sát. Mình làm việc gì mình phải có tư duy, phải có quán sát. Chướng ở trong Pháp Bồ Đề xuất ly chẳng hay rõ biết. Chướng mắt như sanh manh vì chẳng thành tựu Bồ Tát mười thứ mắt quảng đại. Chướng miệng như dê câm vì tai chẳng nghe pháp vô ngại. Chỗ này Pháp Hòa nói hai chỗ gọi là sanh manh và dê câm. Tại vì ở trong kinh á, hay nói chung là người xưa người ta hay nhắc nhở mình, mình làm một cái việc gì mình không có tư duy quán chiếu, mình không có nhìn thấy rõ biết, thì khác nào sống mà như người mù, gọi là sanh manh. Manh là mù á. Nhưng mà ngược lại, nếu như mình là một cái người sống trong đời mà mình không có một cái lời lẽ gì để khuyến dạy cho ai, thì chẳng khác nào như là gì? Á dương. Á dương là dê câm. Tại sao biết không? Khi mà mình đụng tới con dê nó kêu làm sao? Bê bê. Thì cái đó gọi là dê câm đó. Thì các tổ, nói chung là không phải trong kinh nói nữa, mà người xưa người ta dùng cái hình ảnh đó để người ta nói là giống như mình làm cha mẹ, mình sống ở đời, mình không có được một cái gì thiện lành trong tâm. Khi con cái mình nó gặp chuyện, mình không có cách gì mình hướng dẫn nó. Thì ông thầy cũng vậy. Ông thầy tu tập mà không biết Phật Pháp gì hết, ai hỏi cái gì cũng biết, thì giống như con dê vậy thôi, đụng vô nó là be be rồi xong, chứ không có cái tiếng gì khác hơn. Cho nên ở trong luật giới
các dạng thầy tỳ kheo mà không biết gì hết á, trong luật gọi là gì biết không? Á Dương Tăng. Tăng nó nhiều loại á, tăng nó có 8 loại tăng. Tăng là những người tu sĩ, nhưng mà nó có một dạng tăng gọi là Á Dương Tăng, là vị tăng đó không biết Phật pháp. Mà hễ mà nói tới cái chuyện là chuyện ngoài đời, chuyện xã hội được cái gì cũng biết hết. Mà hễ đụng tới chuyện giáo lý những cái gì đó không biết. Thì thậm chí còn quánh ngược lại cái người nói mình hay là hỏi mình nữa, thì cái đó gọi là gì? Á Dương. Cho nên trong này dùng cái từ vậy đó, chẳng hay rõ biết, chỉ biết đó, chướng mắt như sanh manh, vì chẳng thành tựu 10 thứ mắt quảng đại. 10 thứ mắt là gì? Tức là 10 con mắt, mà trong thí dụ con mắt bình thường của mình gọi là nhục nhãn. Nhưng bên cạnh đó mình có thêm thiên nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, trí nhãn, quang minh nhãn, vô ngại nhãn, vân vân. 10 thứ. Chướng miệng như dê câm, vì tai chẳng nghe pháp, vô ngại. Chướng tỷ căn hư hoại, vì chẳng đủ tướng hảo. Cái lỗ mũi nó bị hư. Chướng thành tựu thiệt căn, vì chẳng thể biện rõ ngữ ngôn của chúng sanh. Ngữ ngôn của chúng sanh là gì? Mỗi thời đại nó có ngôn ngữ của nó. Như mình bây giờ, ví dụ mình ở đây bao nhiêu năm rồi, mình không có quen một số ngôn từ nào đó mà người sau này người ta xài. Ngày mai ngay bây giờ nít ở đây nè, nó nói chuyện với nhau nó hiểu thôi, mình ngồi đó mình nghe, mình hiểu được cái ý mà mình không biết chắc chắn nó đang nói cái gì. Tại sao? Tại nó có ngôn ngữ của nó. Quý vị nào mà mới tập mà nhắn tin đó nha, hồi xưa mà mấy người mà cái vụ mà nhắn tin mới bắt đầu đó, nhiều đứa nó nhắn là mình từ chết tới bị thương, từ lê lết tới không hiểu nói gì. Rồi mình phải làm quen với những cái đó. Bây giờ ví dụ nó gửi qua nó HP, chữ H với chữ P là gì biết không? Hạnh phúc, happy. Còn nó nói bây giờ, nó nói chữ B rồi chữ Z, hỏi là gì? Bây giờ. Nó hỏi, nó viết chữ H, thầy tới. Hỏi gì con? Giờ á, giờ thầy tới. Hour. Sao nó viết vậy không mới chết mình đó chứ. Mà đã nó viết vậy rồi nó còn không bỏ dấu. Mà cái không bỏ dấu là cái nguy hiểm lắm. Giống như bữa hôm có ngoài chọc cái em đọc là trai mận, đọc thành trai men. Đã trai mà còn men. Đó là ngôn ngữ đó. Khi mình giận lên thì mình không đủ cái năng lực để mình, thật ra khi mình giận á, nhiều khi người ta nói một đường, mình nghe nẻo rồi bắt đầu mình sân lên. Sân lên xong rồi tới hồi mình ta nói sao chị không nghe tôi nói kỹ, tôi nói vậy. Bắt đầu sao không nói sớm, từ đầu nói đi cho tôi yên. Tôi nói rồi mà chị không nghe. Thường thường là mình giận lên là cái người ta nói mình không nghe rõ, không muốn nghe tròn cái câu đó nữa. Rồi trong này Phật mới nói là không thể không biện rõ được ngữ ngôn của chúng sanh, là chướng thành tựu thân căn vì khinh tiện chúng sanh. Nếu mà mình giận á, bắt đầu mình khinh thường, mình nói cái lời khinh thường người khác, miệt thị người khác á, mình mắc cái quả là không có được cái thân tướng tốt đẹp, gọi là không có được cái thân căn. Tướng thành tựu ý căn, chướng thành tựu ý căn vì nhiều cuồng loạn. Chướng thành tựu thân nghiệp vì giữ ba nghiệp luật nghi. Chướng thành tựu ngữ nghiệp vì hằng khởi bốn xứ tội lỗi. Chướng thành tựu ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến. Ở đây là nói ba nghiệp thân miệng ý qua 10 cái thiện nghiệp, 10 cái ác. Hồi sáng hồi chiều này có đọc kinh thập thiện không? Kinh thập thiện mà Phật nói với Long Vương á, người không nói dối được bao nhiêu phước, người không nói những lời đâm thọc được bao nhiêu phước. Đức Phật mới nói cái kinh thập thiện đó thuộc dạng kinh gì biết không? Vô vấn tự thuyết. Kinh đó gọi là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì hết đó, Phật tự nói à. Phật nói này Long Vương, ông có thấy các chúng sanh tâm tưởng sắc tướng khác nhau không? Sở dĩ họ có tâm tưởng sắc tướng nhau vì sao? Vì nghiệp. Bắt đầu Phật mới nói 10 cái nghiệp đó, thân miệng ý. Thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp, thì trong này cũng vậy. Trong này nói là nếu mình sanh cái sân hận lên
thì mình sẽ làm chướng của ba nghiệp, và sanh từ những cái đó nó sanh ra lỗi, tội lỗi của bốn thứ. Thí dụ như mình có nói dối nè, đâm thọc nè, chửi rủa nè, nói lời vô ích, mình phạm đủ hết. Chướng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát, chướng ở trong pháp Bồ Tát, dũng mãnh sanh tâm thối khiếp, chướng ở trong đạo Bồ Tát xuất ly sanh lòng biến trễ, chướng ở trong môn Bồ Tát trí quang minh sanh lòng thôi dứt, chướng ở trong Bồ Tát niệm lực sanh lòng liệt nhược. Liệt nhược tức là nhu nhược á. Chướng ở trong Như Lai giáo pháp chẳng hay thụ trì. Mình ở trong cái giáo pháp của Như Lai mình không có thọ trì, mà ngày nào mình cũng tụng ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Phải thọ trì. Mỗi lần mà Pháp Hòa được một quyển kinh nào mà Pháp Hòa thích đó, mà lâu nay mình đang đi tìm đó, trời ơi mà có được cái quyển kinh đó mình mừng. Nhiều khi Pháp Hòa để, hồi đó cái tủ kinh mới vừa về, Pháp Hòa mừng đến mức độ là Pháp Hòa để kinh vô xong rồi Pháp Hòa quỳ xuống và lại ba lại. Đi qua bên Hàn Quốc đó, đi tới cái chùa Hải Ấn đó, là cái chùa đó bây giờ người ta còn giữ lại trong cái kho đó một cái tạng kinh và bằng gỗ đó. Mà người ta làm sao người ta giữ được cái miếng gỗ đó không hư? Người ta có cái kỹ thuật của người ta khi người ta xây cái phòng đó. Thật ra một trong những cái phương cách mà để giúp cho mình có được cái duyên lành, tiếp xúc được những cái thánh thiện đó, là mình phải quý trọng lời dạy của các bậc thánh hiền. Còn ví dụ đối với Phật tử, kinh điển là một. Cho nên quý vị đi ngang mấy cái tụ kinh, quý vị cũng có thể xá lại được, lại Phật nè. Cho nên hai bên chánh điện là thờ kinh là gì? Thờ pháp bảo. Thờ pháp bảo ở giữa là Phật bảo, hai bên là pháp bảo. Cho nên mình không có được khinh suất những quyển kinh. Mình không được khinh suất những quyển kinh. Một khi mà mình đã dùng nó để hành trì, tự nhiên có một cái buổi sáng đó tụng kinh cái mình có cái cảm xúc, mà trong khi mình tụng cái bản kinh của ngài Kumala Thập Dịch đó, tự nhiên cái đang ngồi tụng cho cái hình ảnh của ngài nó xuất hiện. Tại vì Pháp Hòa đi qua đến cái chùa của ngài Kumala Thập rồi, và ngài Kumala Thập là một trong những vị dịch kinh nổi tiếng trong Phật giáo, dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. Và những bản kinh của ngài được rất trân quý, mà một trong những bản kinh mà chúng ta biết nhiều nhất đó là bản kinh Pháp Hoa, là do ngài Kumala Thập Dịch. Ngoài ra còn rất nhiều kinh nữa. Rồi đó là chưa nói cái công phu dịch thực của các vị từ tiếng Hán sang ra tiếng Việt, lại thêm một lần công phu nữa. Cho nên mà quý vị biết mỗi lần mình đọc kinh như vậy là mình mang ơn nhiều lắm đó. Mang ơn từ các vị dịch tiếng Ấn sang tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. Các ngài đấy đem biết bao nhiêu tinh ba trí tuệ của các ngài vào những bản kinh đó. Mà chúng ta chỉ có một việc thôi, đó là mở ra thọ trì đọc tụng. Mà cứ để yên trên tủ hoài thì nó uổng phí biết chừng nào. Mỗi lần Pháp Hòa đọc cuốn sách nào hay hay, chiều xuống ăn cơm Pháp Hòa hay giới thiệu với mấy thầy, mấy đứa nào rảnh coi cái bộ đó đi. Ai muốn có tài liệu nghiên cứu diễn giảng coi cuốn đó đi. Thầy coi rồi, cuốn đó nhiều tài liệu hay lắm, giới thiệu. Thậm chí bây giờ đi đâu mà thấy những cuốn kinh mà bằng tiếng Anh là Pháp Hòa luận hết, đem về để cho mấy thầy sau này, mấy thầy có nghiên cứu. Giờ Pháp Hòa collect những bản kinh, đi đâu mà thấy có tiếng Việt và những bản tiếng Anh, là dù bao nhiêu bản dịch khác nhau Pháp Hòa vẫn đỉnh hết, để sau này cho các thầy, hy vọng rằng người sau có được những tài liệu để nghiên cứu. Và đôi khi Pháp Hòa còn khuyến khích nữa, rảnh nó lên search chữ đó cuốn kia để mình biết những cái xem từ điển là một trong những cái sở thích của Pháp Hòa đó.
Pháp Hòa thích tra từ điển Phật học lắm. Tại vì khi mình trong khi mình tra cái chữ mình muốn đó, là mình vô tình mình sẽ phát hiện rất nhiều chữ mới, những cái từ ngữ mới, cho nên thích lắm. Pháp Hòa rảnh là Hòa hay dở từ điển ra coi, rồi mình thấy một nào hay là Pháp Hòa làm dấu. Giờ từ điển Pháp Hòa trong phòng làm dấu đầy hết chứ. Rồi lâu lâu cái những cái chỗ đó mình nhớ, hồi xưa tôi nhớ tôi có để cái mục đó là ra là đúng y. Cho nên ở trong giáo pháp Như Lai, mà nếu mình sanh tâm sân hận hoài thì không có cơ hội thọ trì cái đó. Tại vì lúc đó mình không cần biết gì nữa hết. Chướng ở trong nơi đạo Bồ Tát xuất ly chẳng hay thân cận. Chướng chẳng hay tu tập, đạo Bồ Tát không hư mất. Chướng tùy thuận chúng sanh vì nhị thừa. Chướng xa lìa chủng chánh, chủng tánh tam thế Phật và Bồ Tát. Mình mới nói có mấy cái chướng à, chưa nói tới những cái khác. Thôi thì tối hôm nay mình buổi đầu mình học một phẩm này, một đoạn đầu của cái phẩm kinh ha. Kinh không có dài lắm đâu. Pháp Hòa nghĩ hy vọng là trong 3 buổi mình sẽ được học được khá. Cái phần kết tóm thì mình sẽ lược, mình chỉ học cái phần chính của Bồ Tát Phổ Hiền dạy thôi. Thì qua đến đoạn này á, thì đại chúng biết rằng á, sở dĩ Ngài đưa ra một số các chướng không cách nào đủ hết, như cái câu mà Ngài nói là vạn chướng phải không. Nhưng mình nghe chỉ mới có mấy chục cái chướng này là mình thấy muốn chết. Nếu mà vạn chướng nữa thì cỡ nào. Thì từ đó mình mới thấy rằng ba cái tâm hành bất thiện, đại chúng nhớ ha, ba tâm hành bất thiện đó là tham, sân, si. Nó nằm sẵn trong mỗi chúng sanh mình. Tham đó là bát giới, sân đó là ngộ không, si đó là ngộ tịnh. Ngộ không, ngộ tịnh, ngộ năng là tượng trưng cho tham sân si ở mỗi chúng ta. Ngài Huyền Trang là một con người không biết chánh tà, không biết gì hết, phải không? Đó là ai? Đó là mình. Một con người sanh ra người thường rồng rặc như mình đây nè, mà sanh ra là đã có ba đứa đó đệ tử mình rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang có ba người đệ tử đó, đó là sẵn là mình rồi. Bây giờ mình đi đâu thì nó đi theo đó, phải không? Mình đi tu thì nó đi tu theo, mình đi chùa nó đi chùa, mình đi chợ nó đi chợ, mình làm gì nó đi theo làm đó. Nhưng nếu chính bản thân mình là một người thầy, mình có lá bùa mình dán nó thì nó đó đó, nhưng mà nó không dám nhúc nhích. Lạng hoàng là niệm chú lên nó nhức đầu chết. Nhức đầu. Lạng hoàng là niệm chú lên nhức đầu. Cho nên mình niệm chú thì ở đây là gì? Mình phải biết mỗi đứa con mình nó tham thì mình có cách mình điều phục tham. Bây giờ mình muốn điều phục tham á, bỏ nó kêu nó vừa vô biểu nó tu luyện đâu có chịu đâu. Cho nó tu tám giới thôi. Cho nên cái ông con heo á, phải không, vẫn phải cho ông ăn chứ, vẫn phải cho ông ngủ chứ. Thì bây giờ mình không phải là mình dứt là mình làm gì, thiểu dục trì túc. Giống như Pháp Hòa hay nói ngoài, mình không phải là vô dục, mình vẫn còn dục nhưng mình thiểu dục, phải không? Chứ mình không có đa dục. Tại vì đa dục là thị khổ, muốn nhiều là khổ nhiều, phải không? Thì mình thiểu dục tham. Cái ông mà ngộ không á, ông thông minh không? Thông minh lắm. Mà người thông minh là hay nóng tánh. Tại vì sao? Ông thấy ai làm gì chậm chạp á, bực bội, chậm tiêu. Cái người mà gọn gàng, nhanh nhẩu là thường dễ nóng với những người chậm lụt. Cho nên nó nhiều đứa nó bị mình hét riết đó, mình la nó riết đó, mà nó đâm ra nó khờ. Chẳng hạn như Pháp Hòa. Bị la riết mà khờ đó. Hôm rồi Pháp Hòa có cái bệnh ù tai nhức đầu, thì có chị Phật tử chị mới nói, chị mới mua cho Hòa chai thuốc, chị mới nói thầy uống này đi, uống này nó bổ não. Cái cô kia nói trời ơi, thầy đã vậy là mà uống này nữa chắc chết mình. Thôi bữa nay mình học tới đây ha, mai sáng mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng, giờ chúng ta hồi hướng. Pháp Ma Môn Sinh Nguyện Hồng
nghiệp xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nên. Chúng ta phải thấy cái chết thì chúng ta mới giật mình. Rồi đây mình cũng thế, cho nên thôi thắng bớt lại. Chúng ta thấy những cái sụp đổ thì chúng ta mới thấy không có cái gì bền bỉ. Những cái đập nước mà mình nghĩ, nhưng mà không có cái gì trên đời này mà nó không có tới cái ngày hoại diệt. Từ đó chúng ta ý thức, thôi cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì mà có thể xả được thì nên xả. Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít. Chấp là gì? Là dính mắc, là cột chặt. Mà tại sao chúng ta giận hờn với nhau? Vì không có vừa ý mình là mình giận thôi. Như vậy cái giận nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta bồi đắp cái bản ngã của chúng ta. Khi nó không đúng ý mình là mình giận à, còn nó đúng ý mình là mình vui hết á. Quý vị để ý. Cho nên chữ giận nghĩa là, nó có một cách khác là, giận là một tâm lý không đồng ý với những gì người khác làm. Thế thôi, chứ có gì đâu. Ví dụ mình để cái ghế đó, mình muốn ngồi mà ai dẹp cái ghế đó lại là nổi cơn lên liền. Mà thậm chí người ta đổi ghế khác, không, tôi phải ngồi cái ghế kia. Rồi bắt đầu người ta hỏi có cái ghế này với ghế kia có gì khác, bắt đầu mình sẽ có lý do. Tại vì thế này, tại vì thế kia. Cái đó không có gì sai đâu. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận định, để chúng ta thấy được cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thấy vậy để làm chi? Để chúng ta thắng lại. Thường thường mình hay thừa thắng xông lên. Cái gì mà mình ăn hiếp được là mình ăn hiếp tới. Mình làm được là mình làm tới, mà không bao giờ mình có điểm dừng. Cho nên cũng may cái bao tử mình nó cũng có chừng mực. Chứ nếu mà nó lủng một cái nữa là mình ăn hoài không ngưng. Cho nên cái gì mà mình không ngưng được thì người ta nói là không có đáy, gọi là vô để. Hồi xưa thầy trò Đường Huyền Tăng, ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh, gặp một cái nạn là rớt vô cái biển, một cái giếng không có đáy. Một cái giếng không có đáy là tượng trưng cho gì? Cái tâm của con người tham không có chừng. Khi mình sân lên rồi cũng không có điểm dừng. Mình quơ, mình đánh được là mình đánh, mình chửi được là mình chửi, mình rủa được là mình rủa. Mà lúc đó là không còn biết mình là ai mà người kia là ai. Đôi khi cha mẹ hay là những bậc mà thừa trưởng thượng chửi được cũng chửi. Tại nóng quá rồi quên hết. Quên mình là một người lịch lãm, quên người kia là một người trưởng thượng. Mà tới hồi xong rồi ân hận, nói con xin lỗi. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ mấy bà mà hay tới khấn mấy cái bàn thờ, nhất là tới mấy thánh mẫu, mấy vị thần. Còn lại mẫu, mẫu xá u, xá mê, xá lầm, xá lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu mẫu sông, mẫu chỉ sông, sông cạn chỉ núi, núi tan. Lúc đó là mình mới biết là các bậc ở trên là các bậc lớn lắm. Giờ mình lỡ mình lầm lỗi, con không biết mẫu là con trời cháu chúa, chỉ sông là sông cạn, chỉ núi là núi tan. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đã trải qua hơn 3 tháng đại dịch toàn cầu. Chúng ta có ở nhà nè, có đủ thứ, mình cũng giống như người ta vậy đó, cũng sợ hãi, cũng sợ bệnh, sợ gặp người ta, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đi qua. Mình có giây phút nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại không? Hay là mình cứ để mọi thứ nó đi qua một cách như vậy? Thì hôm nay Pháp Hòa sẵn đại chúng cũng bắt đầu trở về chùa, thì Pháp Hòa khơi lại một vài cái ý để cho đại chúng có cái đề mục để mà chúng ta tư duy quán chiếu. Rốt cuộc sống này chúng ta cần cái gì? Cần sống thôi. Xin lỗi, bây giờ dịch nó tới rồi, việc làm cũng mất, tiền của tài sản mà mình làm ra đó cũng có thể mất. Sau một cái lần này rồi, những cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ mà không đủ vốn cũng có thể phá sản, cũng có thể đóng cửa.
Rồi tiền của mà mình để dành xưa giờ đó bây giờ bắt đầu đem ra xài, tại vì mấy tháng nay không có việc làm. Mà quý vị có thấy là cái income thì không có mà cái chi ra là đều đặn. Bởi vì chúng ta vẫn phải chi điện, chi nước, chi đủ thứ hết, còn cái thu vô thì không có. Cho nên rất nhiều thứ để chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Và trong 3 tháng vừa qua chúng ta ở nhà, chúng ta làm gì? Có người thì chỉ ăn với ngủ thôi, không có làm gì hết. Có người thì lên mạng học nấu ăn, có người lên mạng may vá, có đủ thứ hết, mỗi người mỗi kiểu. Và có những người nhờ cái dịch này bắt đầu rảnh quá không biết làm gì, chơi Facebook. Là nhờ chơi Facebook vậy đó, cho nên là dạo Facebook rồi lại tìm ra được những bài giảng của quý thầy. Tại Pháp Hòa có nhận nhiều lá thơ như vậy. Hồi nào giờ tôi không biết Phật Pháp, tôi không biết chùa chiền là gì. Tôi do rảnh rỗi ở nhà chơi Facebook rồi đi dạo trong Facebook và thấy có bài giảng của thầy, bài giảng của người này người kia. Và từ đó tôi bắt đầu tôi nghe và tôi thấm thía những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Thật ra mình sống, chúng ta ngoài cái chuyện ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh, năm việc mà con người thường mỗi ngày nha, ăn, mặc, ở, có phải không? Ngủ, đi vệ sinh, nhiêu đó thôi là việc của con người phải không? Còn một cái việc đại sự nữa là chúng ta ít có làm lắm, đó là chúng ta làm gì để cho cái tâm thức của chúng ta, để cho tâm hồn của chúng ta, nói cách khác là để tâm linh của chúng ta nó cũng có được cái sự bổ dưỡng. Mình suốt ngày mình lo ăn, mặc, ở, ngủ, vệ sinh mà không thấy có một mục nào lo cho tâm thức. Nhưng mà khi nó khổ đến á, mấy cái này nó không cứu được. Có nhiều khi khổ quá trời cũng vì ăn, khổ quá cũng vì giận nhau vì ăn, giận nhau vì chỗ ở, vân vân. Thành thử ra điều đó không sai gì, đó là cái nhu cầu căn bản của con người. Nhưng đừng có quên, chúng ta phải có thêm một mục nữa, đó là chúng ta phải làm gì cho tâm thức của chúng ta. Để khi cái khổ đó đến, chính cái tâm thức này mới hóa giải được. Còn cái ăn mặc ở ngủ nó không làm được gì hết. Cho con người mà không có cái tâm linh á thì rất là khô khan và sống rất khổ. Vì vậy mà đạo giáo mới có mặt. Đạo giáo có mặt để làm gì? Để hầu lo cái tinh thần, cái món ăn đó, cái phần đó. Có những lúc bình thường á, có bao giờ mình nghĩ tới cái khẩu trang đâu phải không? Nhưng mà mấy tháng nay là khẩu trang là cái món mà chúng ta đi đâu cũng phải tìm tới. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình phải rửa tay bằng những nước sát trùng, ôi xà bông được rồi. Nhưng mà đến mà khi mà hữu sự rồi là dành nhau mà mua từng cái chai đó. Và thậm chí có người còn lợi dụng cái chuyện đó để lên giá những khẩu trang, lên giá những cái chai nước tẩy. Rốt cuộc để làm gì? Cũng chỉ để việc thôi, giành lấy sự sống còn. Đó là cái mà chúng ta trong đời sống đó. Tới lúc đó là tiền nó vô nghĩa đối với mình. Có bao nhiêu cũng được hết, miễn mua được cái khẩu trang. Có bao nhiêu cũng được, miễn mua được một chai nước rửa tay, chỉ giữ cái mạng sống. Còn tiền bạc nó không quan trọng. Thì có những lúc nào mà trong cuộc sống chúng ta còn mất, hãy nên nhẹ nhàng với mọi việc. Cho nên tu thiền là gì? Là đủ cái khả năng tư duy quán chiếu. Cho nên chữ thiền là nghĩa là gì? Thiền nghĩa là tư duy tu. Tu thiền nghĩa là tu sự tư duy, sự quán chiếu, gọi là tu thiền. Không có gì lạ đâu. Mà cũng chẳng có gì mà chúng ta làm không được hết đó. Chữ thiền là tư duy tu. Người nào hằng ngày sống có tư duy, có suy nghĩ, có biết phải trái trắng đen, có biết trên dưới, có biết thế này thế kia, thì người đó là người tu thiền. Mà người đó chính là tu. Mà người nào có cái đó là người đó đúng nghĩa là một Phật tử của Đạo Phật. Vì Đạo Phật tụng kinh lại Phật cũng không ngoài cái mục đích là để thâm nhập cái đó, thâm nhập cái cách sống đó rồi ứng dụng trong cuộc sống. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta lấy điểm với Phật, mà chúng ta có cơ hội để chúng ta
thanh lọc thân tâm của mình, và làm sao thân tâm của mình nó trong sạch, rồi để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ cái gì mình xài cũng phải sạch hết. Nếu mình xài cái khẩu trang này mà xài cho đúng á, là xài xong là bỏ. Cái áo mình mặc cũng phải giặt, đôi giày mình mang lỡ dính dơ phải chùi, nhất nhất đều phải sạch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện làm sao chúng ta sạch cái tâm. Đi tìm đủ thứ thuốc để giặt áo lỡ nó dính dơ, đi tìm đủ thứ để làm sao trang điểm tóc tai con người mình, không có gì sai đâu, mấy cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, muốn đem ra để chúng ta thấy hằng ngày chúng ta sống chúng ta lo gì nhiều. Cái tâm mình cần phải rửa chứ, không có rửa tâm thì cái tâm nó ô nhiễm. Ở trong kinh Pháp Cú câu thứ hai, cái câu nó như thế này. Câu thứ ba trong kinh Pháp Cú là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Cái câu này Đức Phật nói do một cái việc là có một thầy tu còn trẻ nổi giận la hét các vị thầy tu lớn tuổi. Thì cái vị này la xong rồi chưa hài lòng, khi mà gặp Phật thì các vị này, cái vị trẻ này cũng đem cái sự phiền hà đó ra nói với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi các vị thầy tu lớn tuổi này khi đến gặp thầy, thầy có đứng dậy chào không? Thì thầy này nói dạ không. Rồi thầy hỏi rồi thầy có lấy ghế mời ngồi không? Nói dạ không. Thầy có lấy nước mời uống không? Dạ không. Thầy có hành lễ không? Vái chào? Dạ không. Đức Phật nói phàm là người nhỏ gặp người lớn phải thể hiện những cái lễ độ của một người nhỏ gặp người lớn. Thầy là một người nhỏ không làm được việc đó mà khi bị trách thì còn nổi giận nữa, thầy phải đi xin lỗi các thầy kia. Thì thầy trẻ này nhất định không, vì thầy vẫn ôm cái dính vào cái chuyện thầy làm đúng. Thì các thầy tỳ kheo mới hỏi Phật, thì Đức Phật mới nói cái thầy này á, cái tánh cứng đầu này không phải chỉ một đời này mà nó là tập nghiệp của nhiều đời. Việt Nam mình là người nào mà nói không nghe thì kêu là cứng đầu, nghĩa là dạy không được, biết sai mà vẫn không sửa, đó là một dạng cứng đầu. Vì vậy khi mà con người chúng ta cứng đầu mà không tự sửa như vậy thì luôn luôn bảo hộ cho cái mình và thấy hiềm hận. Hiềm hận bằng cách nào? Họ đánh tôi, họ mắng tôi, họ cướp tôi, họ thắng tôi. Tối ngày đi tới đâu cũng có nhiều chuyện đó. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Còn ngược lại, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Pháp Hòa ví dụ bây giờ ai làm gì lỗi với Pháp Hòa đi, đi tới đâu cũng kể, người quen cũng kể, người không quen cũng kể, mà thậm chí người ta không biết người đó là ai. Bắt đầu kể: chị không biết người đó đâu, anh không biết đâu, bởi vì tôi phải kể đầu đuôi mới được. Tưởng đâu nói không biết là thôi bỏ qua, tưởng không biết tóc đầu, khi nghe biết người ta không biết là bắt đầu phải kể cho thật chi tiết để người ta biết người đó là ai. Mà người ta biết để làm gì? Biết thì biết thôi chứ ta có làm gì được đâu. Mà thậm chí ta nghe thành ta không quan tâm, chúng ta chỉ mất sức nói, rồi cứ ôm hoài cái hiềm hận đó, khổ cho mình không. Cho nên á, ở trong những cái pháp bất thiện á, nó có một cái tâm bất thiện, đó là tâm sân. Thường ai cũng biết sân hận, sân thì phải hận, sân hận nó hay đi đôi lắm. Mà sân là sao? Là một trạng thái, là một cái tâm lý biểu lộ cái gì không ưng, không hài lòng. Và có người á thì bộc lộ nhẹ nhàng,
nhưng mà vẫn bộc lộ. Có những người bộc lộ một cách mãnh liệt bằng cách là đỏ mặt rồi giận tức lên la hét, còn có những người giận trong cái lặng lẽ rồi từ đó là từ giả, không có liên hệ tới người kia nữa, vân vân. Cho nên á, người nào mà muốn tu á, hay là muốn sống cuộc đời an lạc á, thì người đó phải giảm đi cái tâm sân hận. Nếu không thì khổ lắm, tại vì uống được. Đức Phật nói ở trong kinh á, người nào mà sân hận á, có 7 cái điều. Đây Pháp Hòa trích 7 điều này, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nói trong kinh như thế này: người nào mà phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục chi phối, dầu cho người ấy có khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, người ấy cũng trở thành xấu xí. Đồng ý không? Bình thường mình có chải chuốt cỡ nào mà dẫn lên rồi là tự nhiên nó khác liền. Thí dụ bây giờ mình mặc đồ thiệt là đẹp, trang sức thiệt là đẹp, sức dầu thơm rồi lên, mình ra tới cửa mất đôi dép một cái là trời ơi, mình nổi tam bành mình lên. Thật ra cái người sân giận rồi, Đức Phật nói cho dù có tắm rửa sạch sẽ, có trao chuốt cỡ nào mà cái cơn giận nó hiện trên mặt rồi là bắt đầu trở thành ra xấu xí. Điều thứ hai, dầu có nằm trên giường nệm chăn len, họ vẫn ngủ một cách khổ sở. Đồng ý không? Có người nào mà tức giận ai mà ngủ yên không? Trời ơi, bình thường là cái giường nó nằm xuống là ngủ khò nghe, bữa nay nằm ngủ được, lăn qua lộn lại, và thậm chí đi chỗ khác ngủ không được vì không đúng cái giường của mình. Vậy mà có những ngày cũng đúng cái giường của mình, đúng cái gối của mình, cái mền của mình mà mình vẫn không ngủ được vì mình đang tức giận. Thứ ba, thu hoạch bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích. Thu hoạch trong người nhiều điều bất lợi mà cứ nghĩ rằng mình đang có những điều lợi ích. Thứ tư, thu hoạch điều bất lợi ích lại nghĩ rằng ta không được lợi ích. Có nhiều khi mình thu hoạch được những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc. Nếu mình ôm lòng thù hận thì khiến cái người mà chọc tức mình trở thành kẻ thù của mình, rồi mình mất hạnh phúc, mình giận mình không hạnh phúc. Quý vị hôm nào mà có dịp mình tự mình nghiệm mình coi, bình thường mình gặp người đó không sao, mà bữa nào mình giận cái người đó coi, mình gặp mình không muốn thấy, thậm chí đi ngang phải hén quýt một cái để biểu lộ cho mình, cho người đó biết rằng tôi không ưa vua. Và thậm chí người đó vừa ngồi xuống đây là mình xách giỏ mình đi chỗ khác liền. Rồi như vậy còn chưa đủ đâu, phải đứng dậy nói một câu nữa, không ưa mà cứ gặp hoài. Rồi cái lợi đằng kia ngồi sẹt xuống một cái đó, cái người kia mới thắc mắc: ủa sao chị đang ngồi đó, anh đang ngồi đó mà chạy tới đây? Trời ơi, tôi đang ngồi tôi tránh rồi, tôi cũng gặp, phải nói, phải làm một cái gì đó để biểu lộ rằng cái sự tức giận của mình với cái người kia, mà người kia có thể không biết không gì hết. Cho nên trong Phật hay nói mình giận lên là mình vung vẩy những cái đó ra, người quen không quen, biết không biết gì cứ vung ra, miễn ai chúng đọc là được rồi. Những tài sản nào của họ thu hoạch do sự phấn chấn tinh thần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất cho những giọt mồ hôi đúng pháp, thu hoạch hợp pháp, các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố của nhà vua. Nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thu hoạch được danh tiếng ấy, lánh xa họ. Cái người mà ta tức giận lên, nhiều khi có nhiều của cải cũng giống như bị tịch thu hết vậy đó. Mắt mình đang đẹp nè, miệng mình đang cười tươi nè, tướng mình đang tươi lắm, giận lên một cái rồi là những cái đó nó biến hết. Cũng giống như vua mà thu hết, thu tài sản hết. Cái tài sản con mắt đẹp của mình giờ nó bị thu hoạch rồi, cái nụ cười của mình bây giờ bị tịch thu rồi. Ai tịch thu? Sao chị giận vậy? Tại cái thằng đó đó, tại cái con nhỏ đó, tại người đó mà giờ tôi xấu xí vậy. Thật ra Đức Phật đưa trong một cái bài kinh nói về cái bảy cái hình ảnh mà Đức Phật ví dụ như người sân. Thì bây giờ kế đến Đức Phật dạy tại sao mà các bậc mà người ta tu tập mà người ta được đến cái có cái khả năng rồi á, người ta không có bị những cái đó. Đức Phật nói hay lắm. Đức Phật nói như mặt đất. Như mặt đất á, đổ nước sạch xuống, đổ nước dơ xuống, đất cũng không hề từ chối. Người tu tập hạnh như đất.
sạch dơ cũng bình thường, khen chê cũng bình thường. Thật sự ra nếu mình vui quá đó thì có lúc mình sẽ buồn. Cho nên tập như đất, Đức Phật nói tiếp, tập hạnh như lửa. Lửa đốt qua là không có phân biệt nha. Thí dụ lửa đang cháy nó, ồ cái này còn tốt quá thôi chừa đi, cái kia xấu xí đốt cho nó rụi đi. Không, lửa là cái gì mà có, cái gì mà có khả năng mà cháy đó, dù sạch dù dơ, dù tốt dù xấu, để vào trong lửa, lửa cũng cháy rụi hết. Thì cũng như thế, cái người mình, cái hạnh tu của mình, cái tu tập của mình giống như đất như lửa, nó có thể nó cháy rã hết. Chữ cháy đây là mình làm cho nó bình an trở lại, cho nó tiêu hóa đi. Cũng giống như gió, gió có thể thổi, gió có thể thổi tất cả những cái gì có thể bay, dù đó là tốt hay xấu, dù đó là hễ mà nó đủ cái sức mà gió thổi là nó cũng bay như thường. Vì vậy mà người tu hạnh như gió, hạnh như đất, hạnh như lửa. Chúng ta có đủ khả năng tiêu hóa những cái gì mà nó đến với mình. Thì qua cái bài kệ này nói về sân hận. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm niềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Thì ở đây là hai cái câu nó đối lại, một cái là chưa chuyển hóa và một cái và được chuyển hóa. Thì chúng ta tu cũng vậy, khi mình chưa tu thì nó là như vậy. Một cái cây á, nó chưa được chỉnh sửa, nó chưa được uống nắng thì nó rất là xấu. Một cái cây mà được chỉnh sửa, tỉa, tưới nước vân vân thì tự nhiên cái cây nó đẹp ra. Con người mình cũng vậy. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp là mình tỉa cây đó. Coi coi cái tâm của mình, đời sống hàng ngày của mình nó như thế nào, để chúng ta chỉnh trang trở lại. Trước khi ra đường là phải muốn cho đẹp nha, nhìn cho dễ coi nha. Thì nhiều khi ông bà mình hay nói, sống sao mà ông bà hay nói, làm sao được đó là làm coi được đó là làm. Thành ra nói là nói cái gì? Nói cái cách sống đó. Còn chúng ta thì tự chỉnh mình, à tôi coi được rồi đó. Cho nên á, thường thường á, đẹp xấu không phải là người ta coi đâu. Đa phần là quý vị để ý, thí dụ mình đứng trước kiến phải không? Mình hài lòng với cái áo mình mặc, mình hài lòng với cái mặt mình hài lòng với tóc mình, là mình ra đường mình tự tin là mình đẹp à. Như vậy thì rõ ràng cái đẹp và cái vui, cái xấu này tự đâu? Tự mình. Mình đồng ý với cái mình đang có là mình bước ra mình tự tin. Tự tin là mình đẹp. Cho nên đó, cuộc sống này không phải là người ta dòm mình, mà cái quan trọng là mình có dòm mình không? Mình có nhìn mình có hài lòng với mình chưa? Nếu mình hài lòng với mình là được. Mà khi mình tức giận